chương 1840, ta tên Đinh Khiếu Trần. Người đó, đồ biến thái, kỳ lạ, rõ ràng động tác của hắn không quá nhanh, ta cũng thấy rõ nhưng tại sao tiêu thắng không ngăn được. Đừng nói ngăn lại, giơ tay đỡ cũng không thể, đúng rồi, đổi lại là ta cũng không đến mức như vậy. Chắc bị khí thế vương giả của Lăng Hàn đánh giật mình mất sức chống cự. Ừm, chắc là vậy rồi, mọi người đều khó hiểu, cho rằng đã tìm được giải thích hợp lý. Nhưng cường giả cấp chảm trần trở lên có cái nhìn khác nâng nặng mà như nhẹ, nhanh mà như chậm, các đại nhân vật lộ vẻ mặt giật mình, tim đập nhanh vì thực lực của Lăng Hàn. Đừng nhìn Lăng Hàn một chiêu một thức vô cùng rõ ràng như thể ai cũng đỡ được, đỡ được hay không là chuyện khác. Sự thật là trừ phi năng lực phản ứng, tốc độ ra tay của tiêu thắng mau hơn gấp 10 lần, không thì không thể đỡ nổi. Lăng Hàn ra tay quá nhanh, như tia chớp, người thấy tia chớp rõ ràng giáng xuống, nhưng thấy tia chớp rồi có muốn ngăn lại không? Sao làm được, cảnh giới này gần như không ai làm được, dù là các đại nhân vật cũng không thể. Tốc độ ra tay của bọn họ mau hơn lăng hàn, nhưng nếu chiến đấu cùng dai, khiến đối phương chỉ có thể trơ mắt ếch xem không thể đỡ đòn thì bọn họ không cách nào làm được, đó là mơ tưởng viễn vông. Nên biết tiêu thắng đã là vương giả thật sự, trên đời này chỉ có người cùng dai sức chiến đấu ngang ngửa gã, nhưng sao nghiền áp gã được. Người trẻ tuổi này sắp nghịch thiên, bum bùm 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 bùm, tiêu thắng bị đánh bay sang bên nữ hoàng, gã còn có sức đánh lại. Tiêu thắng đấu mấy chục chiêu với nữ hoàng, Tuy thua lại bay đi, nhưng qua bên lang hàn thì chỉ có nước ăn đòn. Lang hàn đấm hay tắt hay đá thì đều một kích hất văng gã ra. Thực lực tranh lệch, nhìn qua là rõ. Mọi người cảm thấy ra đầu tê dại. Tiêu thắng, trưởng tôn lương đã là thiên tài cao cấp nhất nhưng bây giờ chạy ra hai người hành tiêu thắng. Hai người, ui, trời ạ, à", hắc nguyệt giáo chủ nở nụ cười. Tuy trưởng tôn lương bị tổn hại nặng nhưng bây giờ tiêu thắng thảm hơn. Bị xem như banh đánh tới đánh lui, vừa bị thương vừa mất mặt sắc mặt tiêu đông cực kỳ thay đổi, mắt rực cháy lửa tức giận, gã không ngờ tình thế xuất hiện đảo ngược như vậy. Tiêu thắng thua, không phải chỉ thua mà là thua thảm, thua trong tay hai người. Sao có thể như vậy? Tiêu đông kiềm không được muốn ra tay. Hắc Nguyệt Giáo có ba vương giả trẻ như vậy, cho thêm vài chục ức năm thì trong thế lực nhị tinh ai có thể ngang ngửa. Hắc Nguyệt Giáo chủ cười tùm tìm nói, ha ha ha, đông lão quỷ, người muốn làm cái gì? Hắc Nguyệt Giáo chủ phong kín đường ra tay của tiêu đông nếu đối phương định tấn công thì phải đánh qua gã đã hai người đã đánh nhau nhiều lần hắc nguyệt giáo chủ không sợ gì tiêu đông lạnh lùng nhìn hắc nguyệt giáo chủ dằn xuống xúc động nếu tiêu thắng không nhận thua thì tiêu đông không tiện ngăn cản chiến đấu tiếp tục nhưng đây thật sự là một trận chiến đấu sao có lẽ giữa nữ hoàng và tiêu thắng xem như chiến đấu nhưng lang hàn và tiêu thắng thì tuyệt đối không phải đây là đơn phương ngược tiêu thắng không biết bị lang hàn đá đấm bao nhiêu lần cả người tơi tả nữ hoàng nói với lăng hàn, không muốn chơi nữa, nữ hoàng luôn không có kiên nhẫn, thấy ai gai mắt liền trực tiếp tiêu diệt. Lăng hàn gật đầu, nương tử mệt rồi thì không chơi. Lăng hàn vương tay bắt lấy tiêu thắng, cười nói, người trẻ tuổi, về sau phải biết học khiêm tốn, ngươi xem đó, ca mạnh vậy còn không kiêu ngạo, ngươi là cái thứ gì. Câu này khiến người câm nín, phu thê các ngươi xem người như banh đá, còn muốn kiêu ngạo cỡ nào nữa nhưng tưởng tượng lúc trước tiêu thắng kiêu căng thì mọi người cảm thấy trong lòng hết giận. Hàng này phải cho bài học nhớ đời. Sướng, lang hàn tùy tay vung, két, tiêu thắng kéo cái hố cạn dưới đất mãi đến bên chân tiêu đông mới ngừng lại. Đây đúng là khiêu khích, thật ra lang hàn không muốn kết thù với cảnh giới phân hồn cảnh. Nhưng đánh tiêu thắng trước mặt công chúng làm gã mất hết mặt mũi, hắn đã kết thù với tiêu ra thì còn khách sáo gì nữa. Tiêu đông sách tiêu thắng lên, tùy lão ước gì tát gã một bạt tai mong chờ mấy vạn năm mới nếm mùi chiến thắng đã bị đánh về nguyên hình. Nhưng nói sao thì tiêu thắng là đời xuất sắc nhất của tiêu gia, tương lai tươi sáng. Không thể hoàn toàn trách tiêu thắng, vì lăng hàn, nữ hoàng quá mạnh. Tiêu đông mở miệng hỏi, người trẻ tuổi, người tên gì, ngữ điệu rất bình tĩnh, nhân vật như tiêu đông không biết sóng bao nhiêu ức vạn năm, đương nhiên có thể kiểm soát sát ý rất tốt. Lăng hàn mỉm cười nói, tại hạ họ đinh, tên là khiếu trần, phụt, đinh khiếu trần đang ghen tị xem, nghe vậy suýt hộc máu. Ngươi không thể hại ta như vậy, đúng là Đinh Khiếu Trần rất muốn nổi danh, trở thành mạnh nhất trong thế hệ trẻ nhưng không phải bằng cách này. Ủa, cách này hơi quen thuộc, hơi hố, năm đó có hàn gia giết tới cửa nói Đinh ra bọn họ có người càn rỡ trong cổ giới, đánh nát thân thể một thiên tài hàn gia. Nhưng Đinh ra từ sự kiện Đinh Tử chân thì nghiêm cấm không cho ai vào cổ giới. Hơn nữa Đinh Gia không có năng lực đưa một sáng thế cảnh vào cổ giới, cái này cần cường giả phân hồn cảnh ra tay không lẽ sự kiện đó liên quan tới Lăng Hàn? Không thể nào, không thể nào. Đinh Khiếu Trần lắc đầu ngay, là gã suy nghĩ nhiều. Đinh Khiếu Trần vội la lên, tiền bối, tiền bối, vãn bối mới là Đinh Khiếu Trần, người đó tên Lăng Hàn, tiền bối đừng để bị lừa. Đinh Khiếu Trần không muốn bị một thế lực phân hồn cảnh theo dõi, ngại chết không đủ mau sao. Nghe thế mọi người lộ vẻ khinh thường, giờ đang là chiến tranh giữa Hắc Nguyệt Giáo và Tiêu Gia, sao người có thể làm yếu sĩ khí được còn kêu tiền bối ngọt như thế, ta phi, nhưng với đinh khiếu trần thì đây là thái độ nên có, chẳng lẽ gã kêu là lão già, lão bất tử sao? Lúc này tiêu đông mới biết mình bị lăng hàn lừa, sầm mặt xuống. Tiêu đông không biết nên dùng dung lăng hàn như thế nào. Đối phương cố ý báo thân phận già vì không muốn bị tiêu ra chèn ép, đây là biểu hiện yếu thế. Nhưng ngay trước mặt công chúng lừa gạt một cường giả phân hồn thì gan to bằng trời biết bao. Tiêu đông chừng mắt lăng hàn, hừ, dám lừa lão phu, thoáng chốc mắt tiêu đông bắn ra hai thanh thiết kiếm chém vào lăng hàn, tốc độ cực nhanh. Đây là nghiền áp hai cảnh giới lớn, huống chi giữa tiên phàm cách biệt lớn như trời, lăng hàn làm sao ngăn. Hắc nguyệt giáo chủ ra tay, gã đã chuẩn bị trước, tay bóp nát hai thanh thiết kiếm. chương 1841, chiêu lãm, Hắc nguyệt giáo chủ cười nói, đông lão quỷ, người thật là càng sống càng thoái hóa, so đo với một tiểu bối, không cho tiểu bối bướng bỉnh chơi sao tiêu đông biểu tình cực kỳ khó xem lạnh lùng nhìn hắc nguyệt giáo chủ nhưng đang ở địa bàn của người ta lão đã ra tay một lần nếu còn làm lần nữa thì hắc nguyệt giáo chủ sẽ nổi giận tiêu đông không muốn gợi lên chiến tranh toàn diện giữa tiêu gia và hắc nguyệt giáo được rồi vậy thì để mấy tiểu bối này chiến một trận nữa trong trảm trần uyên đi bước vào tiên cảnh giữa sáng thế cảnh tranh lệch lớn mấy đều sẽ thu nhỏ vô số lần bởi vì tiên phàm vượt qua khoảng cách thật sự quá lớn trảm trần khác nhau về chất lượng chém phàm trần càng triệt để thì bước ra một bước này thực lực càng mạnh. Không cần vì sáng thế cảnh được mất mà so đo, chỉ khi bước vào chảm trần mới là cường giả thật sự. Tiêu đông sách tiêu thắng nhảy lên chiếc thuyền trên bầu trời, quay đầu đi về Bách Hoành Thành. Trong phút chốc toàn trường bộc phát ra tiếng hò reo nhiệt liệt, hoàn hồ cho Lăng Hàn và Nữ Hoàng. Đánh thắng, Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, loạn tinh, loạn tinh, loạn tinh, tiếng hét sung trời như muốn đánh dụng các vì sao. Lăng Hàn cười chắp tay hướng bốn phía, nữ hoàng rất là kiêu ngạo, nàng lười quan tâm người khác. Trường Tôn Lương được cấp cứu đã đã có thể hành động tự nhiên, nhưng thương càng thêm thương, bị mảnh nhỏ quy tắc hỏa hệ xâm nhập vào cơ thể, muốn phục hồi đến trạng thái đỉnh cao cần thời gian rất dài. Dù có thánh dược trợ giúp cũng khó, nhưng trường Tôn Lương là thánh tử của Hắc Nguyệt Giáo, chảm Trần Uyên qua thêm một năm sẽ mở ra, phỏng trường đại năng trong giáo sẽ không tiếc mọi gái chữa trị cho gã. Trường Tôn Lương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nếu không phải chờ đợi một ngàn vạn năm, Làng huynh đệ, người mạnh phi thường." Lăng Hàn cười to bảo, "May mắn không làm nhục mệnh, Lăng huynh đệ đâu chỉ là không làm hổ thẹt, rất kinh người." Trưởng Tôn Lương lắc đầu nói, "Bây giờ ta bừng bừng chiến ý, mong chờ sau Trảm Trần chiến một trận với huynh, không thì ta tuyệt đối sẽ không đánh với huynh." Không thấy Tiêu Thắng bị đá như trái banh sao, chuyện này nhìn thì thích nhưng Trưởng Tôn Lương không muốn tự mình nếm trải. Lang Hàn mỉm cười, nếu hắn Trảm Trần thành công thì là chém thiên địa một đao, mạnh hơn là tự chém mình nhiều hiện giờ trưởng tôn lương không đánh lại lăng hàn nếu chảm trần cô tiến lên tiên cấp với cách mạnh nhất thì gã càng không đấu lại hắn sau so tài kết thúc lăng hàn vội định lấy tiền đặt cược lăng hàn và nữ hoàng cược hơn một ngàn tinh thạch đó là toàn bộ gia sản của hai người giờ tăng lên hơn hai vạn là món tài khoản cách xù. khi hai người quay về trạm dịch thì chỗ ở đã đông nghẹt người tất cả đang chờ lăng hàn và nữ hoàng hai người biểu hiện rất xuất sắc nên rất nhiều thế lực muốn chiêu lãm bọn họ có nhiều người muốn kết bạn với Lăng Hàn, nữ hoàng, chờ sau này mới hành động thì trèo cao không nổi. Lăng Hàn thấy phiền, đành cầu cứu trưởng Tôn Lương, thanh niên tóc đỏ hộ thống họ đi đảo Tiên Vân mới được yên tịnh lỗ tai. Lại qua một ngày, tình trạng của trưởng Tôn Lương tốt đẹp rất nhiều. Nghe trưởng Tôn Lương nói trong giáo có bốn vị cường giả cấp thiên hồn tự mình ra tay, không tiếc hao phí khí huyết chữa lành cho gã nên mới có tiến triển như vậy. Cứ như thế thì trưởng Tôn Lương qua nửa năm là khỏe. Trưởng tôn lương tung cành ô lưu với lăng hàn, nữ hoàng muốn tuyển nhận bọn họ vào hắc nguyệt giáo. Tuy chỉ có một thánh tử nhưng có thể phong hai người là trưởng lão danh dự, có đặc quyền rất lớn. Không vào trảm trần mà được làm trưởng lão thì chỉ có một mình bọn họ. Lăng hàn từ chối, hắn không muốn ở lại đây lâu, hắn chỉ mong tìm hiểu cụ thể côn bằng cung ở đâu rồi lên đường đi. Nương tử, nhị tử, phụ mẫu đang chờ hắn, không có thời gian chơi. Trường tôn lương không ép, lăng hàn và nữ hoàng rất xuất sắc có lẽ bầu trời của hai người cao hơn gã tưởng tượng. Lăng Hàn, trưởng Tôn Lương hẹn nhau một năm rưỡi sẽ gặp lại trong trảm Trần Uyên, sau đó theo Long Cao Phi về Thương Nguyệt Thành. Dọc đường đi mất thêm hai tháng, bọn họ trở lại Thương Nguyệt Thành, cũng mang theo tin họ được hạng nhất đại tái tỷ võ. Toàn thành oanh động, lần trước Thương Nguyệt Thành giành vòng Nguyễn Ước Quế là ba nguyên năm trước. Quán quân khiến vô số người phấn chấn, mỗi người cảm thấy tự hào, lực ngưng tụ lên cao, cảm giác trung thành với Thương Nguyệt Thành hơn. Đoạn, Long gia tích cực chiêu lãm lăng hàn, nữ hoàng. Nếu được đến hai người này thì gia tộc lên như diều gặp gió. Hơn nữa nữ hoàng đi theo lăng hàn, hắn gật đầu một cái là tương đương với nàng cũng vào liên minh. Thủ đoạn tốt nhất là liên nhân, nhưng lăng hàn làm bộ dạng không gần nữ sắc khiến đoạn, Long gia bó tay. Họ đã phái ra kiều hoa đẹp nhất trong gia tộc nhưng lăng hàn không cho vào cửa. Hiện tại lăng hàn không có tâm tình cua gái, hắn đang nghiên cứu tư liệu trảm trần uyên, sau một năm rưỡi sẽ đi vào đây, khi đó hắn sẽ đối mặt ngàn vạn người cạnh tranh. Chảm trần cần làm ở nơi đặc biệt trong tiên vực, nơi như vậy bình thường cực kỳ nguy hiểm, nên phải trước tiên tìm hiểu tình huống nếu không sẽ chém phải mạng nhỏ của mình. Tại đây lão tổ chảm trần còn sẽ bị giết chứ nói gì chưa vào tiên cấp như họ. Nguy hiểm chủ yếu nằm ở môi trường, yêu thú trong bí cảnh. Ví dụ hang động đầy lực hút, lỡ bị hút vào chưa nghe có ai sâu gần trở ra. Đặc biệt trong chảm trần uyên lực lượng thiên địa mạnh nhất cũng là nguy hiểm nhất. Người vào trảm Trần Uyên có một nửa bị bí cảnh giết chết, một số nhỏ chết trong quá trình trảm Trần, còn lại vài người qua ải trở thành lão tổ trảm Trần. Con số này mỗi lần sẽ không hơn 100 người, so với quy mô đi vào trăm vạn thì tỷ lệ ít thì tội. Lúc này Hàn Gia lại đến, Hàn Gia, thế lực tam tinh, bá chủ cửu U Thành. Năm xưa Hàn Gia từng phái một tiểu bối cực kỳ xuất sắc trong gia tộc vào cổ giới rèn luyện. Một vì nếu tu luyện sáng thế cảnh đại viên mãn trong cổ giới thì sức chiến đấu hơn xa cùng thế hệ, Hai vì cổ giới có dị bảo cấp tiên vương, lễ lấy được thì giàu to. Tiểu Bối này là Hàn Kỳ, nhưng Hàn Kỳ gặp Lăng Hàn, vì một gốc hư không hoa xảy ra tranh giành. Kết quả Hàn Kỳ bị Lăng Hàn đánh nát người, nếu không phải trong thức hải có cường giả bày thủ đoạn bảo vệ thần hồn của kiếm quang trở lại tiên vực thì gã sẽ khuất nhục chết trong cổ giới. Chương 1842, chơi vố lớn. Lúc trước Lăng Hàn tự xưng là đinh gia đến từ Thương Nguyệt Thành, vì thế đinh gia xui xẻo đây không chỉ là một tiểu bối bị đánh nát người, Hàn gia nghi ngờ Lăng Hàn có được bí thuật Tiên Vương nên rất nhanh có đại nhân vật chạy tới đinh gia. Nhưng cha tới cha lui không phát hiện người đinh gia có khả năng đi cổ giới. Nếu đưa người dưới tiên cấp vào cổ giới ít nhất cần thực lực phân hồn cảnh, Thương Nguyệt Thành có ai làm được? Nên Hàn gia chút giận một lúc rồi trở lại, Hắc Nguyệt giáo không dám lên tiếng trong chuyện này, lý do đơn giản vì thế lực Nhị Tinh sao dám chống đối thế lực Tam Tinh. Phó gia không có động tác gì, vì đinh gia nho nhỏ đi khai chiến với hàn gia sao nực cười hơn nữa hàn gia chịu thiệt trong chuyện này không cho người ta chút cơn tức sao tóm ậy trong lòng đinh gia rất khổ lần này hàn gia lại có người đến còn là khổ chủ hàn kỳ gã muốn tự chỉ ra hung thủ lăng hàn nghe tin này thì chống cầm suy tư có nên mượn cơ hội này cho đinh gia một bài học không lăng hàn đã định rời khỏi thương nguyệt thành một vì chảm trần Nguyên sắp mở ra rồi dọc đường đi mất nửa năm thời gian chờ đợi chỉ chừng một năm thứ hai là lăng hàn quá nổi bật trong hắc nguyệt thành tuy có rất nhiều thế lực muốn chiêu lãm hắn nhưng cũng có một số thế lực muốn trừ khử hắn ai chịu cho thế lực nhà khác xuất hiện một vương giả chờ sau này bị càn quét à đặc biệt là lăng hàn đắc tội tiêu ra hoàn toàn đó là thế lực nhị tinh ví dụ bọn họ phái một cường giả phân hồn đến thì lăng hàn đỡ thế nào đinh long đoạn ba gia tộc lớn liên hợp lại gặp cường giả âm hồn của đối phương cũng bị diệt gọn cộng thêm đinh gia không chém một đao dùm chỉ đứng cạnh xem náo nhiệt đã là may. Nếu Lăng Hàn chịu ở lại Hắc Nguyệt Thành thì tiêu gia chắc chắn không dám động chạp, nhưng chỉ là thành nhất tinh thì tiêu gia sợ gì. Tóm lại phải đi, trước đó chơi vố lớn vậy. Lăng Hàn cười tủm tỉm chơi thôi. Hiện giờ Lăng Hàn không có gánh nặng, đám người phong phá vân ở lại phó thành Hắc Nguyệt Thành, đã thích ứng quy tắc tiên vực. Miễn bọn họ không nói thì ai nhìn ra họ đến từ cổ giới. Vũ Hoàng cũng đã đi xa, bước lên con đường võ đạo của riêng mình, Lăng Hàn không cần lo nữa lăng hàn bắt đầu chuẩn bị khoảng một ngày sau hắn bỗng thả tin xin tham gia vào đinh gia cái này khiến ba gia tộc lớn rúng động ai ngờ đoạn long gia đã ra giá trên trời mà lăng hàn vẫn không gật đầu đồng ý vào đinh gia không hề chiêu lãm nhưng lăng hàn cầu đi vào chuyện gì đây tên này có tính thích bị ngược sao đinh gia cũng mở họp lớn một lão tổ tam chảm nói lão phu cho rằng nên nhận tiểu tử này các ngươi chưa nghe nói về chiến tích của hắn sao có thể sánh bằng thánh tử đó là một trong hai lão tổ tam trảm của Đinh Gia, tên Đinh Sơn. Hơn nữa hắn và thánh tử là bằng hữu tốt, nếu chúng ta có thể bắt được con đường này thì Đinh Gia sẽ nhảy lên làm hào môn số một thương Nguyệt Thành. Một lão tổ tam trảm khác lắc đầu nói, ác tử quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không có ý tốt. Đinh Gia chúng ta không hứa hẹn lợi ích gì cho hắn, tại sao hắn muốn tham gia vào chúng ta? Đây là điểm khiến mọi người khó hiểu, dù Lăng Hàn muốn vào thế lực nào cũng không nên là Đinh Gia hơn nữa vào hắc nguyệt giáo càng tốt, hắn là huynh đệ tốt của trường Tôn Lương. Đinh Hồ kiên quyết nói, Lão Phu cho rằng không thể tin lời của tiểu tử này. Đinh Hồ gặp Lăng Hàn không nhiều nhưng để lại ấn tượng tiểu tử này siêu ác. Người Đinh ra chia hai phe, một nửa người đồng ý Lăng Hàn tham gia, dù gì là siêu vương giả, còn có nhân mạch thánh tử. Một nửa khác kiên quyết phản đối, cho rằng Lăng Hàn không có lý do tham gia vào bọn họ, chắc chắn có âm mưu. Ha ha, đúng là có âm mưu, nhưng Đinh Gia nghĩ bể óc cũng không biết âm mưu đến từ đâu, vì hai bên nằm giữ tin tức không ngang hàng. Cuối cùng mọi người nhìn hướng Đinh Diệu Long, đây là lão tổ tứ chảm duy nhất trong gia tộc, cũng là trụ cột. Đinh Diệu Long gõ tay vịt, một lúc lâu sau mới nói. Để Lăng Hàn tham gia vào gia tộc, Đinh Diệu Long tạm dừng một lúc, mặc kệ hắn ôm mục đích gì, miễn hắn vào Đinh Gia thì mọi chuyện không theo hắn. Dù đồng ý hay không, Đinh Diệu Long đã nói vậy thì mọi người chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lão tổ anh Minh, nghĩ lại cũng đúng, nếu lăng hàn vào đinh gia thì muốn đánh muốn giết nằm trong tay đinh gia. Không lẽ ta xử lý một người trong gia tộc còn cần hai gia tộc lớn long, đoạn các người đồng ý sao? Dù là hắc nguyệt giáo cũng không thể quản lý việc nhà của đinh gia. He he, có lẽ tiểu tử này có âm mưu gì, nhưng vào đinh gia rồi thì chờ sống không bằng chết đi. Biểu tình đinh hổ âm trầm, gã háo hức muốn tự tay bóp chết lăng hàn. Còn nữ nhân vóc dáng hoàn mỹ kia nữa, sau khi giết lăng hàn sẽ là đồ chơi cho gã rất nhanh tin tức truyền ra đinh gia chấp nhận lời xin của lăng hàn đồng ý để hắn vào đinh gia còn ban họ cho hắn bày ra đinh gia xem trọng hắn nhìn đi chúng ta hoàn toàn hoàn toàn xem ngươi là người nhà đây là cái trọng của đinh gia với võ giả thì dòng họ cực kỳ quan trọng đại biểu dễ của một người giờ cho ngươi sửa họ tương đương tát ngươi một bạt tai quan trọng là hiện tại lăng hàn rất yếu nên đinh gia làm hành động này mặt ngoài là thưởng cho hắn lăng hàn nhận được thông báo thì cười cười kêu người kia quay về truyền tin nói miễn được tham gia vào đinh gia thì hắn có thể sửa họ đinh lăng hàn không hề lo lắng vì hắn vốn sẽ không tham gia đinh gia chuyện sửa họ sẽ không xảy ra lăng hàn lẩm bẩm đinh gia các ngươi chưa từng làm chuyện tốt lần này cho các ngươi sướng một lần khóe môi lăng hàn cong lên ai quen thuộc hắn sẽ biết tên này có ý đồ gây họa một giọng nói đột một vang lên ô tiểu hàn tử sao có vẻ mặt định làm việc xấu thế Lăng Hàn không cần quay đầu cũng biết phát ra giọng nói xấu xa như vậy chỉ có một người. Đại Hắc Cẩu, Lăng Hàn cười hỏi, như thế nào, chơi chán rồi, Đại Hắc Cẩu thở dài thườn thượt, một móng vuốt chống cằm yêu tư. Ai, người nơi này không hiếu khách, không biết chơi. Lăng Hàn có thể tưởng tượng rất nhiều người ngây thơ bị con chó hoang này hại. Chương 1843, hai kẻ hố hàng lập kế hoạch. Mắt Đại Hắc Cẩu sáng rực hỏi, phải rồi, tiểu tử nhà ngươi vừa cười ác như vậy, bơ chắc có ý xấu đây. Mau nói ra cho cậu ra cười với, gì chứ hố người là đại hắc cầu thích nhất, lăng hàn đảo trong mắt nói, ta lên kế hoạch một vở kịch hay nhưng có một nhân vật cho ngươi đây, muốn làm không? Đại hắc cầu lộ vẻ mặt cảnh giác, nó là tổ tông hố người, toàn thân đầy quỷ quyệt, luôn cảm thấy người ta sẽ hại nó. Tiểu tử, ngươi muốn cậu ra làm cái gì? Lăng hàn cười nói. Ta muốn ngươi đi cắn một người, dụ hắn tớ ẩm ồn nơi. Gâu, đại hắc cầu tức giận nhào vào lăng hàn. Ngươi mới cắn người, cả nhà ngươi cắn người. Con chó này hở chút là cắn người nhưng luôn từ chối thừa nhận thân phận của mình, thật là vô sỉ. Lăng Hàn vừa né vừa nói kế hoạch, đại hắc Cẩu dần ngừng lại, mắt chó tỏa sáng. Việc này cầu ra nhận, đại hắc cầu đứng thẳng vỗ quần lót sắt, cầu ra vỗ ngực bảo đảm tuyệt đối không làm hỏng chuyện. Mặt Lăng Hàn đen thui, chỗ đó là ngực của ngươi sao? Đại hắc cầu cười ngại ngùng, ha ha, nhầm nhầm, vẻ mặt Lăng Hàn nghi ngờ hỏi, tiểu hắc, chắc ngươi sẽ không hố luôn cả ta đi. Đại hắc cầu làm dáng vẻ chịu nhục, há mồm cắn lăng hàn nhưng nó không nhào lên thật. Đại hắc cầu cười nói, bị ngươi đoán chúng rồi, cầu ra vốn định khiến ngươi nhảy xuống hố lửa. Con chó chết này, đại hắc cầu nghiêm túc nói, lừa gạt ngươi, cầu ra và ngươi có quan hệ gì, sao có thể hại ngươi. Đại hắc cầu có nhiều tiền sử xấu xa, lời nó nói tuyệt đối không tin được. Nhưng Lăng Hàn tin tưởng kế hoạch của mình rất hợp khẩu vị của Đại Hắc Cẩu, đối phương có muốn hú hắn thì cũng sẽ chờ kế hoạch hoàn toàn thực hiện, không thì kịch hay sẽ không diễn ra. Một người một chó bàn bạc chi tiết hành động, cả hai đều xấu xa đến mức sợ luôn bản thân, người một câu ta một ý, bổ sung lỗ hổng trong kế hoạch hoàn thiện gần như không kẽ hở. Đại hắc cầu nghiêm trang nói nhảm, tiểu hàn tử, người xấu như vậy coi chừng trên đầu mọc vết thương, chết trẻ. Lang hàn cười hằn nói đến xấu xa thì ta không bằng một phần vạn của ngươi. Đại hắc cầu không hề thấy xấu hổ, đắc y nói đúng rồi, cầu gia là tổ tông của ác nhân nên bách độc bất xâm. Đại hắc cẩu đã đi, lăng hàn và nữ hoàng cùng vào hắc tháp. Đinh gia như đầm rồng hang hổ, lăng hàn sẽ không để nữ hoàng đi mạo hiểm. Vì vậy nữ hoàng và thiên phượng thần nữ ở lại hắc tháp. Thiên phượng thần nữ tập trung tu luyện suốt ngày, có truyền thừa ba con phượng vương lại ở trong thánh địa tu luyện như tiên vực, cộng thêm mộ đạo dưới luân hồi thụ, hiện tại tu vi của nàng sắp đến đỉnh sáng thế cảnh. Nhưng một bước chạm trần rất khó vượt qua, đến đây thì lực lượng truyền thừa của ba con phượng vương đã hao hết sạch. Muốn chạm trần thì thiên phượng thần nữ phải tự mình cố gắng. Thiên kiêu như trưởng tôn lương để thành tựu chạm trần phải tích lũy ít nhất vạn năm, tuy thiên phượng thần nữ được luân hồi thụ trợ giúp nhưng tư chất quá kém, có thể chạm tới ngưỡng cửa chạm trần trong vòng một vạn năm đã là đáng quý. Thiên phượng thần nữ không thể một đao chém thiên địa, nếu không tuyệt đối không chịu nổi phản phệ, sẽ tự chém mình. Đao kia là chém duyên trần của mình, rất có thể chém vào tình cảm với lăng hàn. Đại đạo vô tình, tham mộ đại đạo tự nhiên cũng phải thanh tâm quả dục, lạnh lùng vô tình. Lăng Hàn không muốn mất một nương tử, nên hắn muốn luyện chế ra đan dược vừa giúp người có thọ nguyên vô cùng vừa không phải bước vào cảnh giới chảm chân. Lùi một bước, thành tựu chảm chân vô cùng khó khăn, thiên phượng thần nữ rất có thể không qua đi, cưỡng ép trùng kích sẽ chém chết bản thân. Thiên phượng thần nữ cũng rất bất đắc dĩ, thiên phú của nàng ở trong cổ giới cũng chỉ tạm tạm, cách thiên tài đỉnh cấp quá xa lăng hàn kéo hai nữ nhân chơi trò ba người hoang đường nữ hoàng không có ý kiến thiên phượng thần nữ xấu hổ sau khi xong việc cắn lăng hàn không nhả ra mặt thiên phượng thần nữ mỏng nhiều tư thế còn chưa làm trò ba người làm nàng không chấp nhận được lăng hàn cười to bảo hôm nay phu quân của nàng sẽ xông quỷ môn quan không khao thưởng cho mình sao được lăng hàn mặc đồ vào vỗ mông vêu của nữ hoàng một phát mông thịt tưng tưng làm hắn muốn hú lên hắn lại đè nàng xuống chơi một lúc lâu lăng hàn ra khỏi hắc tháp đinh gia nói ba ngày sau sẽ mở tổ miếu ở nơi đó nhận lăng hàn vào đinh gia ban cho hắn họ đinh từ hành động này là biết đinh gia thật sự xem trọng lăng hàn cố ý mở tổ miếu cho hắn nhưng trong quá trình có xảy ra chuyện gì chơi ca âm um lăng hàn hay không là chuyện khác lăng hàn cười lắc đầu nói tổ miếu sao lăng hàn đi qua đó chắc chắn tổ miếu của đinh gia không còn sót lại chút gì đến lúc ấy không biết mặt đám người đinh gia có biểu tình gì lăng hàn sửa sang lại mặt mày mỉm cười rời khỏi binh doanh đi đinh gia sau khi giành được hạng nhất trở về thì công thần lăng hàn được nghỉ ngơi 3 năm được nhận lương nên bây giờ lăng hàn rất tự do thích đi đâu thì đi lăng hàn đi lang thang hai ngày mới tới đinh gia hết cách thương nguyệt thành quá lớn hôm nay đinh gia rất náo nhiệt vì vương giả trẻ lăng hàn sắp tham gia vào đinh gia rất nhiều người đến xem lễ đoạn long gia đến bây giờ vẫn không tin lăng hàn tham gia vào đinh gia thật không có lý nào đừng nói đinh gia không hứa hẹn ích lợi gì dù họ hứa thì cộng lại mâu thuẫn lúc trước giữa đinh gia với lăng hàn các loại điều kiện lẽ ra hắn nên tìm đoàn gia hay long gia mới đúng có gì lạ không chỉ đinh gia mọi người đều không còn sót lại chút gì đến lúc cực kỳ lạ lùng lăng hàn thật sự muốn tham gia vào thế lực nào thì chẳng phải hắc nguyệt thành càng tốt sao trời càng cao vũ đài càng lớn thì tái nguyên cũng càng nhiều thấy lăng hàn mặc áo xanh xuất hiện ở cửa cổng mọi người kêu lên Lang Hàn đến, chính chủ đã đến, mặc kệ Lang Hàn nghĩ gì chuyện này phải có kết thúc. Nếu vào đinh gia thì không có đường quay đầu, một giọng nói uy nghiêm vang lên, "Lang Hàn." Mạo Đại bước nhanh đi tới. Lang Hàn vội hành lễ, "Kính chào Mạo Đại đại nhân." Lang Hàn vô cùng cảm kích Mạo Đại, nhận được đối phương chỉ dẫn cho hắn một cách chạm trần khác, với hắn thì nhân tình này lớn hơn trời. Mạo Đại hơi bực bội nói, "Ngươi thật sự muốn vào đinh gia?" Chương 1844, so ai chọc tức người. Mạo đại thấy rất đáng tiếc, chính gã cũng cảm thấy mình không đủ tư cách làm sư phụ của Lăng Hàn, vậy mà hắn muốn đầu vào đinh gia, đây chẳng phải là tự hạ thấp mình. Lăng Hàn cười nói, ta muốn tham gia đinh gia nhưng phải xem người ta có chịu nhận không. Câu này là sao? Mạo đại thấy lạ, người ta đã mở tổ miếu, hôm nay viết tên của người vào gia phổ chẳng lẽ có giả. Khi người đã đóng dấu tên đinh gia, thành người của đinh gia thì mặc kệ đinh gia làm gì người ai cũng đừng mong khuyên can. Không có lập trường, Lăng Hàn an ủi Mạo Đại, xin đại nhân yên tâm, ta hiểu rất rõ. Mạo Đại nhìn Lăng Hàn chăm chú, gật đầu, gã quyết định hôm nay sẽ làm một khách xem. Đoàn ra, lòng ra có lão tổ chảm trần chạy lại khuyên Lăng Hàn lần cuối. Khi nghi thức bắt đầu thì ván đã đóng thuyền, có tiểu bối đinh ra nghênh đón, biểu tình cực kỳ cung kính nói. Hàn thiếu ra, bây giờ Lăng Hàn chưa chính thức vào đinh ra, bọn họ nên làm bộ dạng chút, sau này ra sao thì không biết. Có lẽ người đinh ra sẽ bỏ qua hiểm khích lúc trước, xem Lăng Hàn là hy vọng, bồi dưỡng hắn, hoặc trừ khử hắn. Đây là việc nhà của đinh ra, không liên quan người ngoài. Lăng Hàn gật đầu, hắn không nói gì, hắn không có chút hảo cảm với đinh ra nên lười nói nhiều. Người đó biểu tình tự nhiên nói, đã đến giờ, mời Hàn thiếu ra đi theo ta. Người đó dẫn Lăng Hàn vào cửa, chờ chút sẽ vào tổ miếu. Đây là nghi thức trang nghiêm nên Lăng Hàn phải chuẩn bị đàng hoàng, không kịp trai giới nhưng cũng nên tắm rửa thơm tho. Đám người xem lễ thì có người đinh gia khác hướng dẫn đi tổ miếu trước. Vốn một sáng thế cảnh nho nhỏ tham gia vào đinh gia nói sao cũng sẽ không kinh động lão tổ chảm chân, nhưng ai kêu Lăng Hàn quá xuất sắc. Một trận chiến đấu ngang tay với Thánh tử Hắc Nguyệt giáo, trận chiến sau đó càng lật trời. Nên không chỉ lão tổ đinh gia ra tay, Đoạn Long gia cũng có đại nhân vật đến. Mạo đại cũng tới, gã có thể nói là cao thủ đệ nhất dưới tứ trảm rất nặng ký. Lăng Hàn đi theo tiểu bối đinh gia đến một biệt viện, tắm rửa trong phòng đốt đàn hương, thanh tâm tịnh thần, nửa canh giờ sau, Lăng Hàn thay áo mới, mở cửa ra. Không ngờ Đinh Khiếu Trần đứng chờ sẵn ngoài cửa, Lăng Hàn, Đinh Khiếu Trần nghiến răng, bộ dạng ước gì nuốt sống Lăng Hàn. Ngươi lừa được người khác nhưng không thể gạt ta, chắc chắn ngươi không có ý tốt. Lăng Hàn cười nói, cứ tưởng ngươi óc heo ai ngờ còn chút não, nhưng lần này ngươi tính sai. Đinh Khiếu Trần lạnh lùng nói, ngươi vào Đinh gia ta, sống là người của Đinh gia, chết là quỷ của Đinh gia gia tộc muốn ngươi sống thì ngươi có thể sống gia tộc muốn ngươi chết ngươi phải chết lang hàn cười hỏi ngươi đang hồ ta từ lúc ngươi bước vào đinh ra một bước thì vận mệnh của ngươi đã định sẵn đinh khiếu trần hầm hừ giờ ngươi không thể quay đầu nữa rồi vẻ mặt lang hàn bình tĩnh nói không 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 ngươi đừng hiểu lầm ta còn chưa vào đinh ra chờ chút nữa ha ha sợ là đinh ra các ngươi không đồng ý thu nhận ta đinh khiếu trần không cho là đúng ngươi chỉ là sáng thế cảnh nho nhỏ có thể gây ra bọt nước gì lăng hàn thở dài lắc đầu nói mới khen ngươi có chút não thật là coi trọng ngươi dung lượng não quá nhỏ nhỏ còn hơn con rán đinh khiếu trần trợn to mắt quát ngươi lăng hàn hỏi như thế nào muốn đánh nhau sao đinh khiếu trần nghẹn lại lửa giận gã không cứng rắn trước mặt lăng hàn nổi đánh ăn hành thì đúng hơn đinh khiếu trần vung tay áo xoay người đi theo ta nên đi tổ miếu bái tế tiên tổ đinh khiếu trần đi vài bước chợt ngừng vì lăng hàn không đi theo đinh khiếu trần bực mình thúc giục mau đi đi ngươi kêu đi ta liền đi thì mất mặt chết lăng hàn không đi ngược lại ngồi xuống ngươi giống tiếp đi dù sao ta không gấp ngươi không gấp nhưng ta thì có đinh khiếu trần xanh mặt gã rất hận lăng hàn nên xin làm công việc này muốn thừa dịp móc hắn vài câu chẳng ngờ lăng hàn không bị chọc tức ngược lại gã nổi khùng lỡ đến muộn tuy lăng hàn không được yên thân nhưng gã cũng chẳng sướng hơn gì có chút chuyện cũng không làm tốt gã sẽ để lại ấn tượng xấu thế nào trong lòng đại nhân vật trong gia tộc đinh khiếu trần không chịu cầu xin lăng hàn gã chọn ham dọa lăng hàn người đừng tự hại mình lăng hàn liếc lăng hàn vẻ mặt trào phúng cái liếc mắt khinh thường đó làm đinh khiếu trần suýt nổi điên quá coi rẻ người như thể ở trong mắt lăng hàn thì đinh khiếu trần không phải con người mà là đống phân khinh thường xem lần thứ hai đinh khiếu trần cao giọng quát lăng hàn lăng hàn gác chéo chân ngoáy lỗ tai sủa nữa là ta đánh bây giờ còn câu nào có uy hiếp hơn câu này không đinh khiếu trần bình tĩnh hỏi lăng hàn rốt cuộc ngươi muốn sao mới chịu đi lăng hàn mỉm cười nói ta cảm thấy lời ngươi vừa nói rất tổn thương người tâm hồn bị ám ảnh nên đột nhiên không muốn nhúc nhích bà nội ngươi mới rồi là ai chọc tức ai đinh khiếu trần không dám lớn tiếng nói được rồi ta xin lỗi lăng hàn lắc đầu nói không chút thành ý muốn sao mới tính là có thành ý Đinh Khiếu Trần cắn răng nói, xin lỗi, vừa rồi nói vớ vẩn, xin người người lớn rộng lượng đừng chấp nhặt với ta. Lang Hàn lắc đầu nói, tính của ta rất nhỏ nhen, đệt, Đinh Khiếu Trần ít khi thất thố nhưng ở trước mặt Lang Hàn thì gã từng ghi biến thành chó đen chỉ muốn cắn người. Đinh Khiếu Trần oán hận nhìn Lang Hàn một lúc, không người cúi đầu nói, xin lỗi, ngươi làm sai cái gì, Lang Hàn cười nói. Tuy ngươi nói chuyện làm người tổn thương nhưng ta cảm thấy khá đúng. Ai, làm người phải uy vũ không thể khuất phục, lần này ngươi không người, không có cốt khí gì hết. Mặt đinh khiếu trần xanh như tàu lá chuối, lỗ mũi phun lửa, gã muốn giết người. Lang Hàn đứng dậy nói, còn đứng đó làm chi, đi mau lên, bỏ lỡ giờ lành ngươi có ngá nổi trách nhiệm không? Câu này làm đinh khiếu trần xẹp lửa giận, gã ngoan ngoãn đi đằng trước dẫn đường. Trước khi Lang Hàn chưa bái vào đinh ra thì đinh khiếu trần nhất định phải chịu ý hắn. Đinh khiếu trần rất muốn tát tai mình, muốn thị uy với Lăng Hàn cũng đừng suốt ruột vào hôm nay chứ, thật là tự nâng đá đập chúng chân mình. Lăng Hàn đi theo Đinh Khiếu Trần, một đường đi về phía tổ miếu. Đinh ra rất lớn, chỉ cần ngẫm lại bên trong gia tộc bọn họ có một ngọn núi nguy nga trong mây cũng biết đây không phải là một gia tộc nhỏ, so với thành thị cổ giới còn lớn hơn. chương 1845, trò hay trình diễn. Bởi vậy dù hai người đều là thánh vương đỉnh phong nhưng vẫn tốn gần nửa canh giờ mới đi tới chỗ tổ miếu. Đây là một tòa thần miếu màu vàng, khí thế huy hoàng, tràn ngập trang nghiêm và cung kính. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, nói, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì, Đinh Khiếu Trần thầm nói, nhưng mà hắn không dám hỏi Lăng Hàn, dù sao mỗi lần đối đáp với Lăng Hàn đều không có chuyện gì tốt cả. Hắn cũng không muốn tự rước lấy nhục, quản ngươi nói cái dám gì, chỉ cần trở thành người đinh ra ngươi sẽ trở thành một con cá trên thất, mặc người chém giết. Thứ Lăng Hàn nói đáng tiếc chính là kiến trúc này, bởi vì rất nhanh nó sẽ hóa thành phế tích rất nhiều đại nhân vật đã sớm ngồi trên ghế xem điển lễ. Hôm nay cũng có vài tam trảm lão tổ tới, Đinh Gia cũng có hai người ra mặt. Về phần Đinh Diệu Long thì không có ra mặt, bởi vì chuyện này còn chưa đủ làm kinh động tới hắn. Sau khi mang người tới, Đinh Khiếu Trần rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Hắn thề, ngày mai nhất định phải cho Lăng Hàn biết lễ độ, hung hăng báo thù này trở lại. Hắn chừng mắt nhìn Lăng Hàn rồi quay người rời đi. Lăng Hàn, một thanh âm trầm thấp vang vọng, đó là Đinh Hổ, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn rồi nói: "Thời gian cũng sắp tới, tới bái tế tổ tiên Đinh gia ta, chính thức thu nạp ngươi vào Đinh gia." Lăng Hàn nhõn miệng cười nói: "Ngươi xác định Đinh gia muốn thu nhận ta chứ? Đây không phải là nói nhảm, tổ miếu cũng đã mở, chẳng lẽ đang đùa giỡn hay sao?" "Đương nhiên." Đinh Hổ gật đầu, hiện tại ở nơi này còn có người hai đại gia tộc khác, hắn cố lấy mặt mũi, nếu không cũng không có tâm tư nói nhiều với một sáng thế cảnh như vậy. Sẽ không hối hận chứ? Lang Hàn cười nói, hiện tại hắn đang kéo dài thời gian, trong lòng thì thầm nói, đầu đại hắc cầu kia sao lại còn chưa tới, không phải thực sự muốn chơi hắn một vố đó chứ. Khóe miệng đinh hổ co giật một cái, người có phiền hay không vậy? Hắn hừ một tiếng rồi nói, tự nhiên sẽ không hối hận, ngươi. Lang Hàn lại mở miệng, ngắt lời đinh hổ, nói. Có phải vô luận ta gây ra họa gì đinh ra cũng có thể ôm giúp ta đúng không? Lúc này đinh hổ có cảm giác như muốn giết người, hắn cũng bắt đầu hối hận rồi. Người trẻ tuổi này trung quy sẽ có biện pháp khiến cho người nói chuyện với hắn ta tức điên lên. Hắn gian nan nói, nếu là người đinh gia ta, vậy vô luận có chuyện gì xảy ra gia tộc đều là hậu thuẫn cho ngươi. Thật sao, ngươi xác định chứ? Lăng Hàn hỏi, tay đinh hổ bắt đầu phát run, hắn muốn giết ngươi, ai cũng không cản được hắn. Nhưng lúc này phía xa truyền tới bạo động, động tính dường như rất lớn. Chuyện gì xảy ra, đây chính là đinh gia nha. Lăng Hàn lại mỉm cười, đại hắc cẩu rốt cuộc cũng tới lão quỷ buổi sáng ngươi còn chưa ăn cơm sao hay là phí nhiều khí lực trên người mẹ ngươi cho nên chân mềm rồi mãi không đuổi được theo cầu ra ta thanh âm của đại hắc cầu truyền tới có muốn cầu ra cho ngươi mượn một chân hay không siêu chỉ thấy có một đạo bóng đen phá không mà tới đó là một đầu đại hắc cầu màu đen có thể nhìn thấy rõ ràng dưới ánh mặt trời nó đang co lại một chân chỉ dùng ba chân để chạy tất cả mọi người khẽ giật mình có chuyện gì xảy ra đang êm đẹp tại sao lại có một đầu đại hắc cầu chạy tới. Đây chính là tổ miếu đinh gia nha, thần thánh tới bực nào, không ngờ lại hỗn loạn như vậy, có lẽ ngay cả lão tổ tông cũng phải tức giận tới mức đội mồ sống dậy. Làm càn, đinh hổ lập tức ra tay, chụp một trường về phía đại hắc cầu. Đầu đại hắc cầu này bất quá chỉ là sáng thế cảnh, cũng không biết làm sao nó tiến vào tổng được. Bất quá đinh hổ vừa mới ra tay đã biết được là vì sao. Bởi vì đầu đại hắc cầu này vô cùng trơn tuột, hắn đánh một trường ra đầu đại hắc cầu này lại đánh vỡ không gian lóe lên một cái là thoát khỏi phạm vi công kích của hắn chuyện này khiến cho tất cả mọi người kinh hãi điều này sao có thể chứ Chạm trần lão tổ ra tay không ngờ lại còn thất thủ không chỉ đinh Hổ chấn động ngay cả mạo đại và cường giả hai nhà long đoạn cũng không nhịn được phát ra một tiếng kêu kinh dị mà ánh mắt mạo đại lập tức nhìn về phía lăng hàn trước đó lăng hàn từng nói qua vài lời cổ quái chẳng lẽ là nói tới đầu đại hắc cầu này Oanh, một cỗ khí thế đáng sợ nghiền ép tới. Trong trường, Phạm là người dưới chạm trần, sắc mặt ai cũng trắng bệch, thổ huyết, suy yếu. Những người tới dự điển lễ đều là đại nhân vật, cho nên người bị thương hiện tại, toàn bộ đều là người Đinh gia. Đinh Hổ giận tím mặt, vốn chỉ là một đầu đại hắc cẩu, sao hiện tại lại có người khác tới vậy? Các ngươi cho rằng đây là nơi nào? Ai cũng có thể tới làm càn sao? Hừ, người phương nào dám làm càn ở Đinh gia ta? thân thể hắn lóe lên, muốn ngăn cản người vừa tới. Phanh, một đạo thân ảnh xẹt qua, một cái tát nặng nề đánh vào trên mặt Đinh Hổ, chỉ thấy lão đầu này lập tức bị đánh bay. Phanh một cái đụng vào trên tường phía xa, mạnh mẽ đụng tạo thành một cái lỗ, biến mất không thấy gì nữa. Đây, Đinh Hổ chính là Trảm Trần lão tổ nha, mặc dù chỉ là nhất Trảm, nhưng mà chỉ cần có thể tiến vào cảnh giới này, ai mà không phải là kỳ tài ngút trời chứ. Tất cả mọi người không khỏi ngước nhìn về phía đạo thân ảnh kia lúc này cẩn thận nhìn bọn họ mới phát hiện ra đó là một lão giả tay dẫn theo một người trẻ tuổi khí thế phát ra giống như là thực chất mênh mông mãnh liệt như đại dương tứ trảm mạo đại tam trảm lão tổ của hai nhà long đoạn đều đồng thời kinh hô đối phương không ngờ còn cường đại hơn bọn họ một cấp thế nhưng thương nguyệt thành rõ ràng chỉ có ba vị tứ trảm lão tổ theo thứ tự là gia chủ đương thời của ba đại gia tộc lão giả này tuyệt đối không phải là một ai trong số đó vậy người này từ đâu mà tới Lăng Hàn lại biết lão giả này là ai, chính là người Hàn gia, lần này bồi tiếp Hàn Kỳ đi tới. Nếu không, một sáng thế cảnh chạy loạn ở tiên vực thực sự quá nguy hiểm. Hàn Đại Nhân, có chuyện gì mà tức giận như vậy? Đinh Sơn và Đinh Tùng đều tiến lên ninh đón, đương nhiên bọn hắn nhận ra đối phương. Mấy ngày hôm trước từng tới gia tộc, lại khiến cho bọn hắn nhận được không biết bao nhiêu linh cảm. Trường 1846, không để thưởng. Lão giả này gọi là Hàn Lộ, đặt ở hàn gia hoàn toàn không coi là cường giả đỉnh cấp thế nhưng ở đây hắn lại hoàn toàn xứng là cự phách Phốc, có người đột nhiên cười lên tiếng hóa ra trên mông đít hàn lộ thiếu một tấm vải làm lộ ra một khối thịt trắng bóc từ hình dáng kia có thể thấy được xem ra là bị cắn kết hợp với đầu đại hắc cẩu vừa rồi dường như cũng không khó tưởng tượng ra được hàn lộ bị chó cắn mới có thể một đường đuổi giết tới a đường đường là tứ chảm lão tổ có thể không tứ giận sao Hàn lộ không để ý tới Đinh Sơn và Đinh Tùng, hắn đang tìm kiếm tung tích đầu đại hắc cầu kia. Thế nhưng đầu đại hắc cầu này lại giống như bốc hơi trong nhân gian, không ngờ ngay cả một đám khí tức cũng không nắm bắt được. Trong tiếng hổ gầm, Đinh Hổ phá vỡ tường mà ra, hắn phẫn nộ tới mức muốn giết người. Không ngờ lại bị người ta đánh trước tổ miếu nhà mình, chuyện này còn có thiên lý không? Chỉ là sau khi hắn xông ra, hắn mới phát hiện ra người đánh mình chính là Hàn Lộ. Lập tức, lửa giận của hắn tan thành mây khói, biểu hiện trên mặt thì xấu hổ vô cùng. Đối tượng hắn muốn nổi bão lại không chọc được, đây là một loại tâm tình như thế nào chứ? Lão đầu, không ngờ ngươi lại dám đánh người ở đinh gia ta, ngươi chán sống rồi sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Đó chính là Lăng Hàn. Nghe Lăng Hàn nói như vậy, người đinh gia lập tức bị dọa, giật thoát tim. Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết rõ người này là ai không? Trước mặt chảm trần lão tổ, ngươi có phần nói chuyện sao? Thưa dịp Hàn Lộ còn không có nổi báo, Đinh Tùng vội vàng nói: "Đại nhân chớ tránh, đây là tiểu bối của Đinh gia, không biết trời cao đất rộng, ngài ngàn vạn lần đừng có đặt ở trong lòng. Bởi vì tất cả mọi chuyện ngày hôm nay là vì tiếp nhận Lăng Hàn vào Đinh gia, cho nên hắn cũng vô thức coi Lăng Hàn và người Đinh gia." Hàn Lộ thoáng nhìn qua, trên mặt có một tia giận dữ, nhưng mà cũng không có phát tác ra. Tuy rằng Đinh gia trong mắt hắn không đáng nhắc tới, nhưng mà dù sao cũng phụ thuộc phó gia. Hắn có thể tạo áp lực nhưng tùy tiện giết người thì chẳng khác nào đánh vào mặt phó gia chuyện này cần phải thận trọng hơn đương nhiên nếu như hắn hiếu thắng mạnh mẽ giết người cũng không phải là không được ai bảo lăng hàn dám can đảm nhục mạ một vị tứ trảm lão tổ chứ quan trọng nhất là đầu đại hắc cầu mà hàn lộ muốn giết chết kia không ngờ lại cắn mông hắn chuyện này bảo hắn sao có thể chịu nổi chứ đầu đại hắc cầu này quả thực bất phàm dùng tu vi sáng thế cảnh không ngờ lại cắn được một vị tứ trảm lão tổ lại còn toàn thân trở ra quả thực là kỳ tích hai vị đại nhân, sao có thể tính toán như vậy được chứ? Vẻ mặt lang hàn tràn ngập hiên ngang lẫm liệt, hổ đại nhân bị trọng thương, chuyện này sao có thể bỏ qua được? Đây chính là tổ miếu đinh gia chúng ta, lão gia hỏa này lại dám hành hung người ở đây, căn bản không coi đinh gia chúng ta vào mắt, nếu không nghiêm trị người này, đinh gia ta nào có mặt mũi nào tồn tại nữa? Sắc mặt đinh tùng, đinh sơn, đinh hổ đều xanh lại, người làm vậy là đang chơi đinh gia tới chết a Quả nhiên, hàn lộ giận tím mặt, chỉ là một sáng thế cảnh nho nhỏ lại muốn nhục mà ta. Muốn chết, đúng rồi, chính là ngươi. Người trẻ tuổi được hàn lộ sách trong tay đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm vào lăng hàn, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ vô cùng. Hắn là hàn kỳ, sau khi thân thể bị đánh nát, không ngờ lại dùng thủ đoạn thần kỳ nuôi dưỡng ra một thân thể mới, tuyệt đối là nhất mạch tương thừa với hắn, nếu không độ phù hợp không có cao như vậy. Thế lực tiên phủ quả nhiên không đơn giản, lăng hàn liếc mắt nhìn hắn một cái, đại nhân đang nói chuyện, tiểu hai từ trên miệng vào làm gì lão đầu còn không mau quỳ xuống bồi tội với mấy vị đại nhân nhà ta hàn lộ lại nhìn về phía hàn kỳ nói kỳ nhi sao vậy thân phận hàn kỳ rất cao chính là tôn tử của lão tổ hàn gia bọn hắn nhận hết sủng nịnh nếu không sao hắn lại tự mình xuất động cùng đi với hàn kỳ lần này hắn là trảm trần lão tổ vô luận ở tiên vực hay là ở nơi nào đều có rất có địa vị a cả người hàn kỳ run rẩy đây là do tức giận đã nhiều năm như vậy rốt cuộc hắn cũng tìm được đầu sỏ gây nên chuyện kia hắn dùng thần thức truyền âm nói với hàn lộ vẻ mặt tràn ngập sát khí hàn lộ cũng giận dữ hay cho đinh ra các ngươi còn nói người hành hung ở cổ giới không có liên quan tới các ngươi vậy thì đây là ai các ngươi thực sự lớn mật nha mấy lần trước còn vỗ ngực nói tuyệt đối không có một người như vậy thiếu chút nữa ta đã tin các ngươi vẻ mặt hàn lộ trở nên bình tĩnh hắn đè nén lửa giận của mình nhìn về phía ba người đinh tùng nói đây là đệ tử đinh gia các ngươi trước tiên hắn muốn nghe lời đinh tùng nói đây là một tiểu bối của đinh gia trước tiên phải xác nhận lại một chút sau đó mới bộc phát vậy hàn đại nhân đinh gia quản lý sơ sót thực sự ngại quá đinh tùng vội vàng nói theo hắn thấy lúc này chỉ có không ngừng chịu lỗi mới có thể giải quyết được mọi việc cho nên trong đầu hắn căn bản không có suy nghĩ khác ha ha người thừa nhận là tốt rồi đinh gia các ngươi thật lớn mật hàn lộ lớn tiếng hét lên oanh một cái thanh âm hóa thành gợn sóng, trùng kích về bốn phương tám hướng. Giờ phút này hắn không còn cố kỵ nữa, đây là thế lực bên dưới phó gia thì thế nào chứ? Người hàn gia bọn hắn bị đánh nát thân thể, thù này chẳng lẽ không thể không bảo. Cho dù diệt đinh ra, cam đoan phó gia cũng sẽ không phát tác. Thể diện của thế lực tam tinh sao có thể để cho thế lực nhất tinh đánh vào. Phanh phanh phanh, tứ chảm lão tổ cường đại tới cỡ nào. Dưới tiếng gầm giận giữ trùng kích, cả tổ miếu lập tức bị phá hủy đi một phần ba mà tiểu bối đinh ra đều thổ huyết, tử thương vô số. Hàn, Hàn Đại Nhân, ba người đinh sơn giống to, đối với đinh ra mà nói, tổn thất này quá lớn. Hừ, hôm nay ta diệt đinh ra các ngươi, Hàn lộ ra tay không lưu tình, nhưng cũng không có nhằm vào Lăng Hàn. Bởi vì Lăng Hàn là đầu sỏ, cho nên hắn muốn dẫn về cửu U Thành rồi mới lại xử tử. Đương nhiên Lăng Hàn cũng vui vẻ xem náo nhiệt, bố trí một ván lớn như vậy, diễn lâu như vậy, rốt cuộc cũng tới lúc thu hoạch, chương 1847, không để hạ. Thoải mái, ba người đinh sơn phản kích, thế nhưng trước mặt tứ chảm lão tổ, tam chảm tính là cái rắm Ít nhất quy Ních phải mấy trăm mới có thể bù đắp tu vi hơn kém như vậy. Huống hồ đinh hổ chỉ là nhất chảm mà thôi. Mỗi một lần hàn lộ ra tay, đinh tùng và đinh sơn đều thổ huyết, mà đinh hổ căn bản không dám chính diện đối kháng. Nếu như hắn bị đập một cái, tuyệt đối sẽ lập tức chết. Lần này đinh ra thực sự đã chảy máu, chiến đấu cấp bậc chảm trần bộc phát trong nội bộ gia tộc chuyện này sẽ tạo thành phá hư như thế nào chứ mấu chốt nhất đó chính là nơi này lại là tổ miếu đinh gia chôn cất linh vị và di cốt của liệt tổ liệt tông đinh gia hiện tại bị đánh thành như vậy bài vị tổ tông đương nhiên không thể yên được lang hàn cũng không hề đồng tình lúc trước đinh gia ngấp nghé tiên thuật hồ gia bịa đặt chứng cớ khiến cho thế lực tiên vương cấp ra tay xóa bỏ hồ gia đây là tội nghiệt như thế nào chứ cho dù bọn chúng có chết hết cũng không thể nào xóa hết tội trong đinh gia lúc này là một mảnh bi thương và phẫn nộ hàn lộ này quá bá đạo không ngờ ngay cả linh vị tổ tông đinh gia bọn hắn cũng nhắc lên đồng thời lại đánh trọng thương nhiều người giết nhiều người như vậy đương nhiên người bọn hắn hận nhất vẫn là lăng hàn nếu không phải lăng hàn mở miệng châm chọc hàn lộ sao lại phát hỏa như vậy chứ tự nhiên bọn hắn cho rằng đây là bởi vì vừa rồi lăng hàn khiêu khích cho nên mới vậy nhưng mà bọn hắn đâu có thể biết được bên trong còn có nguyên nhân sâu xa hơn đinh hổ rút thân ra đánh về phía lăng hàn hắn muốn bắt tiểu tử này sau đó chịu đòn nhận tội với hàn lộ tất cả đều là lăng hàn sai người đinh ra bọn hắn vô tội a à. đúng rồi lăng hàn còn chưa lại liệt tổ liệt tông căn bản không thể xem như là người đinh ra bọn hắn dù thế nào cũng không liên quan tới bọn hắn nha ác tử ta đã biết rõ ngươi không phải là hạng tốt lành gì hai mắt đinh hổ đỏ lên lần này nhất định phải ngậm bồ hòn chẳng lẽ còn đòi hàn ra bồi thường sao như vậy hắn chỉ còn có thể giết Lăng Hàn cho hả giận mà thôi. Nếu như hắn biết rõ đây là do Lăng Hàn bố trí, xếp đặt, thậm chí còn có khả năng tức giận mà chết. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, lão thất phu, ta nhịn ngươi đã lâu rồi, tới đây. Phanh, đinh hổ đánh ra một cái, Lăng Hàn bị đánh bay. Nhưng mà chuyện kinh người xảy ra, không ngờ Lăng Hàn lại không bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Hiện tại khí lực của hắn quá mạnh mẽ, ngay cả nhất trảm lão tổ cũng đừng mơ dùng khí lực tiêu diệt hắn chỉ có sử dụng lực lượng quy tắc mới có thể chậm rãi luyện hóa hắn được. Diễn, tiếp tục diễn A, à. Hàn Lộ nhìn thấy chuyện này ở trong mắt, khóe miệng cười lạnh. Nhất chảm lão tổ muốn giết sáng thế cảnh này còn không phải đơn giản sao. Thế nhưng một kích của ngươi ngay cả khiến cho tiểu tử này thổ huyết cũng không có. Diễn cũng quá kém đi, Hàn Huynh, ngươi qua đây, trong tiếng thở dài, Đinh Diệu Long rốt cuộc cũng xuất hiện. Nếu như hắn không ra, Đinh ra thực sự sẽ xong đời. Đinh Diệu Long ra mặt, lập tức khiến cho Hàn Lộ như gặp đại địch, không dám tiếp tục ra tay. Tuy rằng Đinh Diệu Long là một tứ trảm của một tiểu gia tộc, luận tiên thuật nắm giữ nhất định không cách nào bằng với trảm trần lão tổ của gia tộc Tam Tinh. Thế nhưng có thể tu luyện tới trảm trần cảnh trong tiểu gia tộc, thiên phú bản thân tuyệt đối bất phàn, đủ để đền bù thiếu sót tiên thuật. Đây là một kình địch, Hàn Lộ lạnh lùng nhìn Đinh Diệu Long, hắn cảm thấy không cần phải nói nhảm, hắn không làm được thì sẽ trở về mời một cường giả phân hồn trong gia tộc tới chẳng lẽ còn không trị được một thế lực nhất tinh hay sao? Hàn Huynh, có phải có hiểu lầm gì hay không? Đinh Diệu Long trầm giọng nói, chỉ cần Đinh gia chiếm lý, như vậy cũng không cần phải sợ hãi Hàn gia. Nếu không, chẳng lẽ phó gia chỉ là trang trí thôi sao? Chẳng lẽ bọn họ lại để cho thế lực khác ngồi lên đầu mình? Nội đấu trong nhà là một chuyện, nhưng bị người ta bắt nạt là một chuyện khác. Hiểu lầm, hư, hiểu lầm sao? Hàn Lộ cũng tức giận không kiềm chế được các ngươi ngay cả chuyện kia cũng diễn như thế, còn nói hiểu lầm với ta sao? các ngươi coi ta là khỉ sao? hiểu lầm cái con mẹ ngươi. coi như đinh diệu long là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà bây giờ hắn lại hoàn toàn không hiểu được vì sao hàn lộ lại tức giận thành như vậy. cho dù có tức giận thì cũng phải là hắn, không tới phiên hàn lộ a, hắn cũng giận dữ. bài vị tổ tông cũng bị đánh bay, thù này đương nhiên đã kết. hàn huynh kính sinh bình tĩnh một chút, lão phu sẽ tiến người rời khỏi thương nguyệt thành dù là chuyện này hàn gia đối lý nhưng mà đinh diệu long vẫn không dám làm gì hàn lộ chỉ có thể mời đối phương ra khỏi thành không có cách nào tạo sát nhiệt nữa mà thôi ha 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 hàn lộ cười lạnh liên tục đinh gia các ngươi thực sự lớn mật chỉ là một thế lực chảm trần không ngờ lại dám khiêu chiến hàn gia chúng ta bổn tỏa thực sự rất bội phục các ngươi hắn nói là bội phục thế nhưng trên mặt lại tràn ngập lửa giận và khinh thường sắc mặt đinh diệu long vô cùng âm trầm người cũng sắp đào tới mộ tổ tiên đinh ra chúng ta, lại còn trách cứ như vậy. Cho dù người tới từ thế lực tam tinh nhưng cũng không thể bắt nạt người khác như vậy chứ. Vậy thì bổn tọa đành đắc tội, hắn ngang nhiên ra tay, muốn bắt lấy hàn lộ, đuổi ra khỏi thương nguyệt thành. Đương nhiên hàn lộ sẽ không kinh sợ, lập tức kịch chiến với đinh diệu long. Hai người đều là tứ trảm lão tổ, thực lực mạnh mẽ vô bì. Nếu như tính thực lực chân chính mà nói, kỳ thực đinh diệu long còn hơn một đường bởi vì nếu như dùng tư chất của hắn ném tới thế lực tam tinh dù không phải là tiên phủ nhưng cũng có cách giảo bước tới phân hồn được cũng là tứ trảm nhưng mà hắn còn hơn hàn lộ một đoạn nhưng vấn đề là nơi này là tổ miếu đinh gia tuy rằng đã bị phá hủy hơn phân nửa nhưng mà còn có rất nhiều tộc nhân đinh gia mà bốn phía cũng là địa bàn đinh gia tự nhiên đinh diệu long không dám thả tay chiến đấu hàn lộ lại hoàn toàn không cố kỵ như vậy hắn chỉ cần phát huy toàn bộ chiến lực là đủ hai người đánh khó phân thắng bại, thậm chí còn làm kinh động cường giả tứ trảm của hai đại gia tộc Long, đoạn, liên tục chạy tới khuyên bảo. chương 1848, quá siêu phàm thượng. Dù nói thế nào đây cũng là địa bàn thương Nguyệt Thành. Một khi liên quan tới đối ngoại, tam đại gia tộc cùng hội cùng thuyền, nếu không ngày sau Hắc Nguyệt Giáo sẽ trách phạt. Cố hai người này nhúng tay, đương nhiên Hàn Lộ sẽ không địch lại được, đành phải dừng tay. Hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn qua ba cường giả tứ trảm điềm nhiên như không nói ồ các ngươi đều muốn là địch với hàn gia chúng ta đúng không hàn huynh trong này có mâu thuẫn gì không hóa giải được hay sao lão tổ long gia vô cùng nhẫn lại nói hàn lộ nói ngươi hỏi hắn đi hắn chỉ vào đinh diệu long hỏi ta đinh diệu long cảm thấy khó hiểu ngươi cũng sắp phá hủy toàn bộ tổ miếu nhà ta không ngờ lại nói một câu hỏi ta ta sao biết ngươi tại sao lại điên lên như vậy chứ hắn phất phất tay áo nói bổn tỏa không biết gì cả chỉ biết đinh ra ta thiếu chút nữa bị ngươi hủy đi. Hàn lộ vừa muốn nói chuyện, lúc nhìn qua, tức sùi bọt mép, chỉ vào đinh diệu long, tay cũng run rẩy. Tốt, tốt, ngươi nghiêu, ngươi rất lợi hại, sao lại đột nhiên run rẩy như vậy chứ? Ba người đinh diệu long đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy phía rất xa có một người và một con chó đen, trừ bọn họ ra không còn có ai khác. Chuyện này có vấn đề gì sao? Sao lại khiến cho Hàn Lộ phát điên lên như vậy? Hàn Lộ có thể không kích động được sao? lăng hàn là hung thủ sát hại hàn kỳ hiện tại đầu đại hắc cầu đáng giận cắn mông hắn cũng đứng cùng chỗ với lăng hàn điều này nói rõ cái gì tất cả đều là trò quỷ của đinh gia thực sự là to gan lớn mật a à, không ngờ lại dám trêu đùa hắn như vậy trêu đùa hàn ra bọn hắn lão phu liều với ngươi hàn lộ hét lớn một tiếng hai mắt đỏ lên phóng về phía đinh diệu long lần này hắn thực sự giận dữ hắn đã thành danh bao nhiêu năm rồi chứ thế nhưng lại bị một đầu đại hắc cẩu cắn mông mông cũng lộ ra quả thực là vô cùng nhục nhã tuy rằng đinh diệu long không hiểu rõ trong lòng cảm thấy vô tội cực kỳ nhưng mà đối phương lại đang liều mạng xông tới hắn há có thể không đỡ không có biện pháp hắn đành phải ra tay sau đó cường giả hai nhà long đoạn tiếp tục khuyên can cảnh tượng lúc này là một trận hỗn loạn ở phía xa sắc mặt mạo đại vô cùng cổ quái bởi vì ít nhất hắn có tám phần nắm chắc tất cả mọi chuyện đều là trò quỷ mà lăng hàn làm ra thế nhưng mà mặc hắn nghĩ thế nào cũng không thể nào suy nghĩ rõ được. Vì cái gì mà Lăng Hàn có thể khiến cho Hàn Lộ đem cừu hận đổ lên người Đinh ra được? Không phải Lăng Hàn muốn gia nhập Đinh ra sao? Chẳng lẽ mấu chốt là ở điểm này? Hắn đột nhiên hiểu được, Hàn gia đã mấy lần tới tìm Đinh ra gây phiền toái, chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Nghe nói là có một tộc nhân lịch lãm ở cổ giới bị người ta đánh nát thân thể, mà người này là người Đinh ra. Nếu như Lăng Hàn là người đó thì sao? Như vậy tất cả mọi chuyện đều thông đương nhiên trong chuyện này còn có chút chi tiết nhỏ nhặt khác ví dụ như lăng hàn đi cổ giới như thế nào phải biết rằng muốn làm được điều này ít nhất cũng cần phải có cường giả phân hồn cảnh mới có thể làm được hàn lộ điên cuồng ra tay nhưng mà cuối cùng cũng không thể nào địch lại ba cường giả cùng dai chiến đấu lần nữa dừng lại hắn như là một đầu sói hoang bị thương bây giờ nhìn thấy ai cũng muốn cắn một cái lão tổ lúc này đinh tùng và đinh sơn bay tới trước đó chiến đấu quá mức kịch liệt bọn hắn căn bản không dám tới gần. Chuyện gì, Đinh Diệu Long lạnh lùng nói, tất cả mấu chốt có lẽ đều nằm trên người ác tử kia. Hai cường giả đinh gia này đồng thời chỉ về phía Lăng Hàn. Vốn bọn hắn cũng không ý thức được, nhưng mà lúc này nhìn thấy Lăng Hàn đứng cùng chỗ với đầu đại hắc cầu kia, cuối cùng bọn hắn cũng hiểu rõ hơn phân nửa. Nếu không có đại hắc cầu đưa Hàn lộ tới, sao lại xuất hiện nhiều chuyện như vậy? Như vậy nghĩ lại, Lăng Hàn không chọn gia tộc khác, lại muốn gia nhập đinh gia bọn hắn, Chuyện này đã nói rõ đối phương có âm mưu. Cái gì, Đinh Diệu Long không khỏi nghẹn ngào kinh hô. Phần mộ tổ tiên gia tộc hiếu chút nữa bị đào lên, đầu sò tất cả mọi chuyện lại là một tiểu tử sáng thế cảnh. Hàn Lộ nghe xong cũng có chút nghi hoặc, bởi vì thái độ của Đinh Diệu Long không giống như là giả. Tứ chảm lão tổ làm sao có thể đơn giản rung động như vậy cơ chứ? Lập tức, bốn cường giả đều nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười nói, Hàn Lộ, Đinh Diệu Long chúc mừng hai người các ngươi trở thành trò cười lớn nhất trong lịch sử ha 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 đại hắc cầu cười tới mức lăn qua lăn lại trên mặt đất nghe lăng hàn nói như vậy lại nhìn bộ dáng của đại hắc cầu đinh diệu long và hàn lộ thoáng cái phẫn nộ tới mức tận cùng đáng giận tiểu tử đáng giận nếu như lúc này bọn hắn không biết được tất cả mọi chuyện đều là trò quỷ của lăng hàn này vậy cũng uổng bọn hắn tốn thời gian tu luyện trở thành tứ trảm lão tổ hai mắt bọn họ phún lửa đường đường là tứ trảm lão tổ không ngờ lại bị người ta đùa giỡn, lẽ nào như vậy chứ? Tiểu tử này thực sự rất lớn gan, bất quá chỉ là một sáng thế cảnh mà thôi, lại dám làm càn như vậy. Tại sao lại có dũng khí như vậy? Tên điên, bốn phía, đám người mạo đại cũng nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ tuyệt đối không ngờ tất cả mọi chuyện này thực sự là do Lăng Hàn làm ra, mấu chốt nhất là đối phương còn dám thừa nhận, còn mở miệng khiêu khích. Trêu đùa hai vị tứ trảm lão tổ, đây quả thực là cảm giác rất có thành tựu, thế nhưng ngươi không muốn sống nữa sao? đinh hổ hét lớn một tiếng lần nữa đánh về phía lăng hàn hắn hận chết lăng hàn hai mắt đỏ tươi bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống lăng hàn vậy trên thế giới này sáng thế cảnh có thể khiến cho nhất trảm lão tổ tức giận tới mức độ này đoán chừng cũng chỉ có một mình lăng hàn mà thôi phanh 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 đinh hổ ra tay lăng hàn thì ra vẻ chống đỡ chiến lực của hắn còn xa không phải là đối thủ của nhất trảm lão tổ cho nên chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận mà thôi Thế nhưng khí lực hắn quá mức cường đại, đả kích như vậy, ngay cả khiến cho hắn thổ máu cũng không có cách nào làm được. Toàn trường hoảng sợ, càng có thanh âm nuốt nước bọt, bởi vì chuyện này cũng quá mức tưởng tượng a. À. Phòng ngự của sáng thế cảnh có thể mạnh mẽ tới như vậy sao? Lúc này nếu như còn nói đinh hổ đang diễn trò, ai mà tin được nữa chứ? Chương 1849, quá siêu phàm hạ. Hừ, Hàn Lộ cười lạnh, hắn ra tay, đánh về phía Lăng Hàn. Oanh một cái, bàn tay lớn hóa thành một ngọn núi lớn, đen như mực, quấn quanh đại đạo, đáng sợ vô cùng. Nhanh chạy, đại hắc cẩu vội vàng nhanh chân bỏ chạy, nó vô cùng trơn trượt, bốn chân chạy lung tung, chạy trốn nhanh vô cùng. Chờ ta, Lăng Hàn nắm lấy đuôi đại hắc cẩu, hô một tiếng. Bởi vì đại hắc cẩu chạy quá nhanh cho nên cả người hắn giống như một lá cờ đang phấp phới vậy. Mau buông tay, người quá nặng, đại hắc cẩu kêu lớn, số tiểu tử ngươi buổi sáng không có đại tiện sao, cả bụng đều là giấm không có việc gì ta tin tưởng ngươi lang hàn cười to cẩu ra không tin mình a à. đại Hắc cẩu lè lới bốn chân lại chạy càng nhanh oanh phía sau bọn hắn bàn tay lớn rơi xuống chỉ là đã hụt tốc độ của đầu đại Hắc cẩu này quả thực quá nhanh không hổ là thứ trời sinh làm chuyện xấu muốn chạy đinh diệu long giết tới toàn thân có quy tắc quanh quẩn ngay cả thân thể cũng không nhìn thấy trong lòng hắn hận vô cùng không ai có thể hiểu rõ trong lòng hắn lúc này hận thế nào Tổ miếu bị người ta nhắc lên, nhưng mà người nhắc lên kia cũng không thể làm gì. Mà đầu sỏ gây nên chuyện lại là một sáng thế cảnh nho nhỏ. Hơn nữa chính miệng hắn lại từng đáp ứng chiêu lãm người này vào đinh gia. Chuyện này có trách nhiệm của hắn, hắn là tội nhân thiên cổ của đinh gia A. Siêu, thân thể hắn tăng tốc, không ngờ lại nhanh hơn đại hắc cầu. Đây là hắn thiêu đốt bổn nguyên, cưỡng ép tăng tốc độ lên. Tuy rằng chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian ngắn, nhưng mà chỉ cần có thể ngăn lại lăng hàn, như vậy sáng thế cảnh nho nhỏ kia có thể thoát khỏi bàn tay hắn sao? Chết, hắn gào thét, hung hăng đánh một trường về phía lăng hàn. Trong lòng hàn lộ khẽ động, vô hắn muốn ngăn cản Đinh Diệu Long, bởi vì trên người lăng hàn rất có khả năng còn cất giấu bí mật công pháp tiên vương. Nhưng ngẫm lại, người chết thì chết, chỉ cần hắn kịp thời rút ra mảnh vỡ linh hồn của lăng hàn là có thể biết rõ tất cả bí mật của đối phương. Hơn nữa Đinh ra quả thực là vô tội, hắn vừa đập nát tổ miếu người ta, trong lòng đương nhiên có chút trột dạ Đương nhiên, nếu như người mạnh nhất đinh gia chỉ là tam trảm, vậy hắn sẽ hoàn toàn không để ở trong lòng. Mấu chốt nhất chính là đinh Diệu Long mạnh hơn hắn a. Đương nhiên cũng khiến cho trong lòng hắn có chút sợ hãi. Vạn nhất người ta liều mạng với hắn thì sao? Chuyện này có lý hay không có lý, khác biệt rất lớn. Oanh, bàn tay lớn như mưa rơi xuống, khóa lại tất cả đường đi. Ít nhất dùng tốc độ của đại hắc cẩu hiện tại, không có cách nào trốn thoát được. Lăng Hàn nở nụ cười nhạt, mạnh mẽ đá ra một cước đá vào mông đại hắc cẩu. Phanh một cái, dùng tốc độ cao của đại hắc cẩu hiện tại, sau khi bị Lăng Hàn đá một cước, đại hắc cầu lập tức tăng tốc, không ngờ lại chạy thoát khỏi phạm vi một cước của Đinh Diệu Long. Phanh, bàn tay a à lớn rơi xuống, làm cho cả Thương Nguyệt Thành đều run rẩy dữ dội. Các phàm nhân hoảng loạn, tiên vực quá ổn định, không có tồn tại cái gọi là địa chấn, núi lở. Bởi vậy một khi động tĩnh như vậy xảy ra, nhất định là các cường giả đại chiến. Vạn nhất sự âm ảnh hưởng còn lại quét tới, ai đụng vào người đó chết ga. À? A, à, tiểu hàn tử, người sẽ chết không được yên thân. Xa xa, đại hắc cẩu gào thét, bên trên mông rõ ràng có một dấu chân. Có thể thấy được một cước trước đó lăng hàn dùng nhiều sức tới cỡ nào. Nó vỗ ngực quát, vì cầu ra, người hy sinh chính mình là chuyện tình vĩ đại tới đâu chứ. Tiểu hàn tử, tạm biệt ngươi, ngươi ở hoàng tuyền cầu ra nhất định sẽ đốt mấy mỹ nữ giấy cho ngươi. Về phần báo thù sao, hai người kia ai bảo mốc như vậy chứ. Nhất định sẽ chết rất nhanh, không cần cầu ra ra tay. Đáng tiếc những bảo bối trên người ngươi, sớm biết ngươi chết như vậy, không bằng tiện nghi cho cầu ra. Đầu đại hắc cầu càng nói càng không hợp thói thường, ánh mắt gian tà sáng lên, đã ngấp nghé bảo vật trên người Lăng Hàn. Lực lượng cuồng bạo tiêu tán, chấn động từ từ bình tĩnh lại. Khi tất cả bụi mù biến mất, cảnh vật trở nên rõ ràng, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ không thể tin nổi. Lúc này Lăng Hàn đang ngạo nghễ đứng, phốc, lập tức có rất nhiều người bật cười. Ngươi thực sự là một sáng thế cảnh sao? Công kích của nhất trảm lão tổ chẳng khác nào đấm lưng cho ngươi. Chuyện này mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thế nhưng ngay cả công kích của tứ trảm lão tổ cũng có thể nuốt trôi. Ngươi quả thực là biến thái nha. Trên mặt Lang Hàn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng trong lòng lại đang cười khổ. Tứ trảm lão tổ không hổ là tứ trảm, chỉ một kích khiến cho toàn bộ nguyên lực trong cơ thể hắn hao tổn. Nếu như Đinh Diệu Long lại tới tiếp, hắn sẽ không có cách nào vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh đi đối kháng. Ồ, tiểu hàn tử, người không chết sao? Đại hắc cầu chớp chớp mắt nói. Làm hại bổn tỏa còn khóc vì ngươi một hồi, người nói xem nên bồi thường cầu ra thế nào đây? Ha ha, lăng hàn cười cười, không để ý tới đại hắc cầu mà nhìn về phía hàn lộ và đinh diệu long, nói. Hai người các ngươi mà là tứ chảm lão tổ sao? Ngay cả góc áo ta cũng không có chạm được thì còn nói gì tới chuyện làm ta bị thương chứ? Ai, thực sự ta cảm thấy xấu hổ thay các ngươi. Sống một bó to tuổi mà vẫn không nên thân như vậy. Uông, Đại Hắc Cẩu ở phía ra phối hợp chu một tiếng, chỉ là kiêng kỵ hai đại cường giả cho nên nó cũng không dám nhào đầu về phía trước cắn. Hàn Lộ và Đinh Diệu Long đều vô cùng âm trầm, biểu hiện của Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đều vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Một người có năng lực di động không gian, một người khác năng lực phòng ngự nghịch thiên. Người rốt cuộc là ai? Hàn Lộ trầm giọng nói, đầu tiên không có cường giả phân hồn cảnh hỗ trợ. Sáng thế cảnh căn bản không có khả năng tiến vào cổ giới. Thứ hai, nếu không phải là truyền nhân của siêu cấp đại giáo thì sao có thủ đoạn nghịch thiên như vậy chứ? Có thể nhiều lần thoát thân dưới tay Tứ Trảm lão tổ. Trảm Trần đối với sáng thế cảnh mà nói, tuyệt đối là nghiền áp, vô luận thế nào cũng chết không thể chết hơn được. Một người một chó này quá mức siêu phàm, cho nên tuyệt đối có lai lịch lớn. Ta, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đinh Khiếu Trần Đinh gia là ta chương 1850, không để thưởng. Phốc, đinh khiếu trần lần nữa phốc một cái, vẻ mặt tràn ngập ai oán. Người giả mạo ta, còn giả mạo tới nghiện đúng không? Hiện tại tuy rằng hắn vẫn hận lăng hàn tới tận xương tủy, thế nhưng cho hắn một vạn lá gan hắn cũng không dám kêu gào trước mặt lăng hàn. Không thấy lão tổ tứ chảm cũng không làm gì được hắn ta sao? Người như vậy căn bản chính là quái vật, lăng hàn tiểu bối, nếu như không ngậm miệng lại bản tỏa sẽ xé nát miệng ngươi đinh hổ đỏ mắt kêu lớn lăng hàn lắc đầu nói lão đầu không phải tiểu ra xem thường ngươi nhưng mà ngươi quả thực là một rác rưởi đinh hổ giết gào lại giết tới ta để mặc cho ngươi đánh nếu như ngươi có thể làm tổn thương tới ta dù chỉ là một sợi tóc thì là ngươi thắng dù sao lăng hàn cũng không có nguyên lực muốn hoàn thủ chạy trốn là chuyện không có khả năng cho nên hắn dứt khoát một chút oanh 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 đinh hổ toàn lực ra tay thế nhưng công kích của hắn thực sự không có chút hiệu quả nào với lăng hàn Dùng lực lượng quy tắc luyện hóa hắn, Đinh Diệu Long đột nhiên nói, vẫn là ánh mắt hắn độc đáo, rất nhanh đã nhìn ra nhược điểm đằng sau khí lực mạnh mẽ của Lăng Hàn. "Vâng, lão tổ, Đinh Hồ thay đổi sách lược." Hắn cười lạnh, trên hai tay có đại đạo quy tắc quấn quanh, phóng về phía Lăng Hàn. Chỉ cần dùng lực lượng quy tắc luyện hóa đầu Lăng Hàn, như vậy hắn sẽ trực tiếp đánh nát thức hải Lăng Hàn, phá hủy linh hồn đối phương. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, không có trốn tránh, cũng không có tiến vào hắc tháp. Phanh! hai tay đinh hổ nắm lấy đầu lăng hàn oanh hắn đem toàn bộ lực lượng quy tắc trong cơ thể điều động ý đồ mạnh mẽ luyện hóa lăng hàn lão đầu ta khuyên ngươi lập tức thu tay lại lăng hàn mỉm cười nói ha 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 hiện tại muốn cầu xin sao muộn rồi đinh hổ cười lạnh nói dùng mối hận của hắn với lăng hàn hiện tại cho dù đưa cho hắn một gốc tiên dược hắn cũng không thu tay lại người tranh giành một hơi nếu không bộc phát hắn sẽ phát điên ai nha tiểu hàn tử lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng rồi. Đại hắc cầu thì ở bên cạnh kêu lớn, có gì ngôn gì muốn nói không, nể mặt chúng ta là bằng hiếu, cầu gia nhất định sẽ chuyển lời cho ngươi. Lăng hàn trợn trắng mắt, đại hắc cầu này thực sự quá đê tiện. Hắn cười cười nói, lão quỷ, có gan thì ngươi đừng thu tay lại, hừ hừ, đinh hổ căn bản mặc kệ lăng hàn, cứ vận chuyển lực lượng quy tắc tiến hành luyện hóa. Nếu như ngươi thu tay lại chính là tôn tử của ta. Lăng Hàn lại nói thêm một câu, Đinh hổ thiếu chút nữa tức giận tới mức thổ huyết, miệng tiểu tử này sao lại độc như vậy chứ? Ha ha ha, đại hắc cầu thì cười tới mức lăn qua lăn lại, dùng lý giải của nó về lăng hàn, đương nhiên nó biết rõ lăng hàn nhất định có chỗ dựa, cho nên nó hoàn toàn không vội. Lão quỷ, người thực sự muốn chết, tâm niệm lăng hàn vừa động, oanh một cái, phát động cửu thiên hỏa. Chống cự vô ích thôi, đinh hổ cười lạnh, hắn cảm giác được trong cơ thể lăng hàn bắt đầu khởi động hỏa diễm chi lực. Nhưng mà hắn thấy, chỉ là một sáng thế cảnh, hỏa diễm quy tắc có thể mạnh mẽ tới đâu chứ? Trước mặt quy tắc của ta, nhất định sẽ bị dập tắt một cách đơn giản. Lão quỷ, ta nhịn ngươi đã lâu, đi chết đi. Lăng hàn mạnh mẽ bộc phát, oanh, cửu thiên hảo từ trên đỉnh đầu hắn phun ra, đánh thẳng vào mặt đi đi. Một kích này đinh hổ không trốn nổi. Thứ nhất, lăng hàn dùng lôi đình bí pháp xuất ra cửu thiên hỏa, nhanh tới mức kinh người. Thứ hai, khoảng cách quá gần cho nên không gian cho đinh hổ xê dịch cơ hồ là không. Thứ ba, Đinh Hổ quả thực không đặt Lăng Hàn vào trong mắt, chủ quan vô cùng. Cũng đúng, nào có nhất trảm lão tổ nào sẽ đặt một sáng thế cảnh vào trong lòng chứ? Tuy rằng trước đó Lăng Hàn đã chứng minh khí lực của bản thân mạnh mẽ, nhưng mà đó so với lực công kích hoàn toàn là hai thứ khác nhau. Bởi vậy khi Cử Thiên Hảo đánh tới mặt Đinh Hổ, lão gia hỏa này mới cảm nhận được chỗ đáng sợ của đạo hỏa diễm này. Lực lượng quả thực không tầm thường, ngay cả hơi thở của hắn cũng bị diệt mất. Bên trong ẩn chứa quy tắc đại đạo khiến cho lòng hắn run sợ, chấn động. Hắn có cảm giác, nếu như bị đánh trúng, hắn tuyệt đối sẽ không xong. Hắn không khỏi hoảng hốt, công kích như vậy làm sao có thể là từ tay một sáng thế cảnh đánh ra được. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có thời gian đi lo điểm này, hơn nữa tránh né cũng không kịp, chỉ đành phải nhổ ra một ngụm huyết khí cực kỳ tinh thuần. Hắn muốn dùng ngụm huyết khí này bước lui cửu thiên hỏa, ít nhất cũng có thể trì hoãn một ô khiến cho hắn có thể bước ra, lùi về phía sau. Cỗ huyết khí này không đơn giản, đó chính là do bổn nguyên chi lực của hắn biến hóa mà thành, phun ra một ngụm là tổn thương tới gân cốt. Nhưng mà bây giờ hắn lại không có biện pháp nào, vì bảo vệ tính mạng hắn chỉ có thể làm vậy mà thôi. Miễn là còn sống, trung quy có biện pháp để khôi phục bổn nguyên. Nếu như chết đi, tất cả chỉ là hư vô, nhưng mà đinh hổ lại lập tức kinh hãi gần chết, bởi vì ngụm huyết khí hắn phun ra va chạm với hỏa diễm, huyết khí không ngăn được hỏa diễm. Hỏa diễm vẫn nhanh chóng đánh úp lại, trực tiếp xuyên thấu qua mặt hắn, đánh về phía thần hồn của hắn. A à hát, đinh Hổ kêu thảm thiết, nào còn quan tâm tới chuyện luyện hóa lăng hàn nữa chứ. Hai chân lảo đảo không thôi, ông, chỉ trong nháy mắt, hắn thần hồn suốt khiếu ra, muốn vứt bỏ thân thể chạy trốn. Đây, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, tình huống sao lại như vậy chứ, lăng hàn là mỏ quả đen sao. Hắn nói buông tay, không buông tay sẽ hối hận, đinh hổ không buông, vì vậy hiện tại mới có kết cục này. Thật đáng sợ, tại sao lại có sáng thế cảnh đáng sợ như vậy chứ có thể bước nhất chảm lão tổ tới mức buông tha cho thân thể xác thịt nhưng mà như vậy cũng không phải đã hết đinh hổ hoảng sợ phát hiện ra tuy rằng hắn thần hồn xuất khiếu thế nhưng linh hồn lại đang bắt đầu bị thiêu đốt hỏa diễm này thật đáng sợ trực tiếp coi linh hồn hắn là củi quy tắc đối với nó không có hiệu quả căn bản không có cách nào dập tắt được nếu tiếp tục như vậy linh hồn sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ đến lúc đó hắn sẽ vĩnh viễn tan biến trong phiến thiên điện này không, linh hồn đinh hổ phát ra tiếng giống sợ hãi tới tận cùng. Là người đều sẽ sợ chết, nhất là chảm trần lão tổ, trên lý luận thọ nguyên vô hạn, nhưng càng lại không muốn chết. chương 1851, không để hạ. Nói thu tay lại chính là tôn tử của ta, hiện tại. Ai, lăng hàn cười ha hả, lắc đầu nói. Người quá tùy tiện rồi, cháu trai như vậy ta không muốn thu, vẫn tranh thủ sớm chết đi, đầu thai đi thôi. Kiếp sau không nên làm người không tốt như vậy. Ta có ý tốt khuyên người người lại không nghe. Tiểu bối, nhanh dập hỏa diễm kia. Đinh Diệu Long bước tới, hai mắt phẫn nộ nhìn Lăng Hàn. Đối với đinh gia mà nói, mỗi một trảm trần lão tổ đều là tài phú chân quý vô cùng, không biết bao nhiêu ức năm mới có thể nuôi dưỡng được. Mỗi một người vẫn lạc đều là tổn thất cực lớn. Lăng Hàn buông tay nói, lão quỷ này tự mình muốn chết, ta cũng không có biện pháp. Vậy ngươi đi chết đi. Đinh Diệu Long vận dụng quy tắc đại đạo đánh tới, hắn không dám tới gần Lăng Hàn sợ dẫm lên vết xe đổ của đinh hổ. Vốn dùng năng lực của tứ trảm lão tổ, cho dù cách nhiều trưởng cũng có thể luyện hóa được lăng hàn. Kỳ thực là hắn nghĩ nhiều, tuy rằng cửu thiên hỏa mãnh liệt, nhưng mà bị giới hạn bởi cảnh giới của lăng hàn. Kỳ thực cũng không phải là không hát tia chống cự, trước đó là do bản thân đinh hổ, nếu không chảm trần lão tổ dùng đại đạo quấn quanh bản thân, tuyệt đối có thể chống lại được cửu thiên hỏa. Thế nhưng nhìn thấy linh hồn của đinh hổ bị thiêu đốt, đinh diệu long không dám dùng thân thử kiếm. Đồng thời lúc này Đinh Diệu Long đã cho rằng lực phòng ngự của Lăng Hàn mạnh tới mức ngay cả công kích của Trảm Trần lão tổ cũng không làm gì được, cho nên hắn trực tiếp vận dụng lực lượng quy tắc luyện hóa Lăng Hàn. Lưu Quang tật ảnh độn không thần thuật, Lăng Hàn quát to một tiếng lung tung, siêu một cái, hắn tiến vào trong hắc tháp. Tứ Trảm lão tổ thật đáng sợ, chỉ cần dùng lực lượng quy tắc là có thể lập tức luyện hóa được hắn. Một người sống đột nhiên biến mất khiến cho sắc mặt Đinh Diệu Long vô cùng âm trầm. Dưới lực lượng của hắn luyện hóa, Coi như di chuyển không gian cũng bị phong tỏa. Trừ phi thực lực còn hơn hắn, thế nhưng lang hàn mạnh hơn hắn thì cần gì phải chạy chứ? Như vậy đối phương biến mất như thế nào? Dưới tình huống vừa rồi, cho dù là thần khí không gian cũng không thể thi triển, như vậy vấn đề trở nên khó giải quyết. Người đâu, siêu siêu siêu, hàn lộ, hai tứ trảm lão tổ của hai nhà long, đoạn liên tục phóng tới. Vẻ mặt bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ và khó hiểu. Một người sống sờ sờ sao lại đột nhiên biến mất như vậy? thực sự bị tiểu tử kia thuấn gì đi sao? Bốn cường giả đều phán đoán như vậy, đây là phỏng đoán hợp lý nhất. Trong thương Nguyệt Thành không có khí thức tiểu bối này, Hàn Lộ lạnh lùng nói, ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào đại hắc cẩu, bị cắn một cái vào mông, thù này há có thể quên một cách đơn giản được. Thế nhưng Lăng Hàn quá mức quan trọng, không chỉ sát hại tiểu bối Hàn ra bọn hắn, lại còn liên quan tới bí pháp tiên vương. Hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, có thể có khả năng này, kỳ thực bản thân Lăng Hàn là truyền nhân thế lực tiên vương cho nên đối phương mới có thể vận dụng thủ đoạn kỳ diệu kia thoát thân. Hơn nữa loại tâm tính, loại khí độ này, năng lực khống chế này, nếu không xuất thân từ đại giáo đỉnh cấp thì sao có thể nuôi dưỡng ra được chứ? Hàn lộ có chút trột dạ, bởi vì không chỉ là lăng hàn, ngay cả đầu đại hắc cầu kia cũng vô cùng cổ quái, nhìn như là sáng thế cảnh, nhưng lại có năng lực cường đại ngay cả trảm trần lão tổ cũng không làm gì được. Nếu như là hậu đại tiên vương, chuyện này có thể giải thích được. Hắn càng nghĩ càng bất an trực tiếp nhất hàn kỳ lên bỏ chạy. Hắn phải đem chuyện ngày hôm nay bẩm báo lên lão tổ gia tộc, để lão tổ quyết định. Cấp độ của hắn đã không đủ nữa, Đinh Diệu Long cũng không có ngăn cản, cho dù cản lại đối phương thì sao chứ? Chẳng lẽ có thể buộc đối phương bồi thường tổn thất cho Đinh ra sao? Đinh Hổ vẫn còn kêu thảm thiết, nhưng khí tức đã ngày càng yếu. Cửu thiên hỏa thiêu đốt linh hồn, bất tử bất diệt. Đường đường là chạm trần lão tổ lại chết trong tay một sáng thế cảnh coi như là ngược dòng lịch sử tiên vực cũng không có, sau này coi như đinh hổ sẽ trở thành sỉ nhục của tràm chân cảnh. Về sau sẽ bị lấy ra làm ví dụ, năm nào tháng nào, một nhất chảm lão tổ lại bị một sáng thế cảnh giết chết. Lão tổ, đinh hổ phát ra thanh âm cuối cùng, oanh một cái, linh hồn bị đốt sạch sẽ. Mà xác thịt hắn cũng không thể giữ lại, bị cử thiên hỏa đốt thành cho bụi, không còn chút dấu vết nào trên thế gian này nữa. Đinh Diệu Long nắm chặt hai tay, trong mắt phun ra lửa giận. Lão tổ, Đinh Tùng và Đinh Sơn cẩn thận hỏi thăm, tất cả mọi người xuất động, tìm kiếm kẻ này. Giết bất luận tội, Đinh Diệu Long trầm giọng nói. Vâng, Đinh ra nổi giận, trong một ngày tổ miếu bị hủy, lại có một chảm trần lão tổ bị giết chết, tổn thất to tới mức không cách nào hình dung được. Trong lúc tất cả cường giả trong thành đều tìm mình, Lăng Hàn ngông nghênh đi ra khỏi hắc tháp, trên đường đi tuy rằng gặp mấy đệ tử Đinh ra, nhưng đều bị một chiêu của hắn giải quyết. Hiện tại dưới chảm trần ai có thể là đối thủ của hắn được chứ? Sau khi rời khỏi đinh ra, hắn lại lần nữa tiến vào hắc tháp, ngay cả khí tức cũng không có. Lúc cường giả đinh ra đuổi giết tới, tự nhiên không ai tra ra được chút khí tức nào. Sau mấy lần như vậy, Lăng Hàn đi binh doanh, bái kiến Mạo Đại. Hắn muốn nhờ Mạo Đại giúp một chút, giúp đưa hắn rời khỏi Tống Nguyệt Thành. Đinh ra kia nhất định đã răng bẫy khắp nơi, hắn muốn rời khỏi có chút khó khăn. Thế nhưng nếu Mạo Đại ra tay, trừ Đinh Diệu Long kia ra, ai có thể ngăn cản hắn được chứ? cái tên nhà ngươi, đúng là quái vật, khi thấy Lăng Hàn, Mạo Đại liên tục lắc đầu, tràn ngập kinh ngạc. Nói thật cho dù đổi lại là hắn cũng không có năng lực đùa dỡn hai đại năng tứ chẳng, sau đó lại nhẹ nhàng thoát thân rời đi như vậy. Lăng Hàn mỉm cười nói, tiền bối quá khen rồi, muốn trốn ở chỗ của ta một đoạn thời gian không? Mạo Đại cười nói, tuy rằng hiện tại hắn vẫn chỉ là tam chảm, nhưng mà cũng không sợ hãi tam đại gia tộc. Bởi vì hắn đã tạo thành nhân mạch nhất định ở phó gia. Chỉ cần đột phá tới tứ trảm, hắn sẽ rời khỏi nơi này, tìm kiếm con đường làm mình mạnh hơn nữa. Lăng Hàn lắc đầu nói, ta chỉ muốn nhờ tiền bối giúp ta rời khỏi thành mà thôi. Mạo Đại dừng lại một chút, có chút kinh ngạc hỏi. Người muốn đi tới trảm Trần Uyên. Đúng vậy, Lăng Hàn gật đầu, chương 1852, tới trảm Trần Uyên thượng. Mạo Đại dùng vẻ mặt như nhìn thấy quái vật nhìn qua Lăng Hàn. Tên này mới đột phá tới sáng thế cảnh đại viên mãn mới bao lâu chứ? không ngờ lại muốn xung kích chảm trần. Hắn nghiêm túc nói, người cần phải hiểu rõ, một đao chảm trần kia cũng không dễ chảm như vậy. Một khi không cẩn thận, thứ ngươi chém xuống chính là tính mạng mình. Nào có sáng thế cảnh đại viên mãn nào mà không tốn vài ức thậm chí chục ức năm chuẩn bị mới dám chém ra một đao kia chứ. Cho dù hắn là kỳ tài ngút trời, nhưng mà cũng phải đợi tới lúc 700 vạn tuổi mới chảm trần. Mà hắn đột phá sáng thế cảnh đại viên mãn lúc nào? Lúc hơn 3 vạn tuổi a à hắn thừa nhận lang hàn còn thiên tài hơn mình thế nhưng cho dù thiên tài như thế nào sao có thể dùng hơn một năm đã hoàn thành tích lũy 700 vạn năm của hắn chứ mạo đại thực sự không tin lang hàn cười nói xin tiền bối yên tâm ta có chừng mực ngươi thực sự có chừng mực sao mạo đại ngẫm lại cuối cùng cũng không có khuyên can nữa bởi vì một loạt biểu hiện của lang hàn trước đó thực sự khiến cho người ta khiếp sợ ai có thể nghĩ tới một sáng thế cảnh có thể chống đỡ được tứ trảm lão tổ giận giữ ra tay chứ như vậy lăng hàn lại sáng tạo ra kỳ tích cũng không có gì là kỳ quái cả được vậy ta sẽ đưa ngươi ra khỏi thành mạo đại không nói nhảm trực tiếp mang theo lăng hàn rời khỏi thành hắn chuẩn bị một chiếc chiến xa lăng hàn ngồi ở bên trong cứ như vậy nghênh ngang đi ra khỏi thành chiến xa đi rất nhanh rất nhanh đã tới cửa thành chỉ là lúc này lại bị người ta cản lại mạo huynh đinh sơn tỏa trấn ở nơi này hắn chắp tay nói với mạo đại sao huynh lại đột nhiên muốn ra khỏi thành vậy ta ra khỏi thành còn cần ngươi phê chuẩn sao? Mạo đại lạnh lùng nói, cũng không cho đối phương mặt mũi. Sắc mặt Đinh Sơn không khỏi tối sầm lại, nhưng mà nghĩ tới mạo đại không dễ chọc, hắn đè xuống lửa giận, nói. Mạo huynh, kính xin mở cửa xe và thần khí không gian, để ta kiểm tra một chút. Nếu ta nói không thì sao? Mạo đại thản nhiên nói. Kính xin mạo huynh phối hợp, Đinh Sơn tăng thanh âm một chút, hắn biết rõ mạo đại rất coi trọng lăng hàn, bởi vậy hắn tuyệt đối không go cho phép Mạo Đại cứ như vậy trực tiếp rời khỏi thành. Vạn nhất bị đối phương thả cho lăng hàn chạy, vậy có hối hận cũng không còn kịp. Mạo Đại ngẫm nghĩ một phát, đột nhiên nhượng bộ nói: "Được, Mạo Đại nhượng bộ quá dứt khoát, làm cho Đinh Sơn khó có thể tiếp nhận được. Nhưng mà hắn Quinicker không trần chờ, chỉ nói một câu đắc tội rồi leo lên thùng xe. Đinh Sơn dùng thần thức tìm kiếm, một lần không có thu hoạch. Hắn lại tìm kiếm lần nữa, cũng không có phát hiện gì." Ngay sau đó hắn lại tìm kiếm lần thứ ba, lúc này hắn mới xuống xe ngựa, nói. Mạo huynh, xin cho ta soát người. Mạo đại cười nhạt một tiếng, hai tay giơ lên, ý bảo đối phương tùy ý. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy lăng hàn leo lên xe ngựa. Nhưng mà vừa rồi Đinh Sơn kiểm tra lại không phát hiện ra lăng hàn, chuyện này thực sự quá cổ quái. Khó trách trước kia lăng hàn nói vô cùng tự tin, nói cứ để cho người Đinh ra điều tra trên thực tế lăng hàn căn bản không cần mượn tay hắn là có thể rời khỏi thành mỗi ngày đoàn xe rời khỏi đây có rất nhiều lăng hàn lại có thủ đoạn yêu dị như vậy tùy tiện đi tới đoàn xe nào thì thần cũng không biết quỷ không hay mà rời đi hắn mỉm cười đây là lăng hàn đặc biệt tạm biệt với hắn nếu không đối phương lặng lẽ rời đi hắn căn bản sẽ không biết được có thể đi chưa mạo đại lạnh nhạt nói mời mạo huynh đinh sơn lại để cho vệ sĩ mở cửa thành ra mạo đại ngồi trên chiến xa một lần nữa lên đường đinh sơn đứng trên tường thành nhìn xe ngựa biến mất ở phương xa rồi đột nhiên nhảy xuống đi theo sau hắn cảm giác lần này mạo đại rời khỏi thành có chút cổ quái hơn nữa lại thêm quan hệ của lăng hàn và mạo đại trước đó khiến cho hắn vô thức làm ra quyết định này tuy rằng hắn đã kiểm tra nhưng lần này đi theo mạo đại nếu như phát hiện ra lăng hàn thực sự trốn trong xe ngựa như vậy đối phương hiện hân khi đó hắn có thể bắt bớ được chỉ là mạo đại lại giống như du sơn ngoạn thủy vậy hơn 10 ngày qua đi vẫn không ngừng chạy đi. Cũng làm cho Đinh Sơn gần như hết kiên nhẫn, hắn không thể đem toàn bộ tiền cược đặt lên trên người mạo đại được. Vạn nhất đối phương chỉ là mồi nhử thì sao, cho nên hắn chỉ theo ba ngày nữa rồi buông tha, trở về thành. Tiểu tử, người có thể đi ra rồi, mạo đại nói, tự nhiên hắn biết rõ Đinh Sơn đi theo phía sau. Mặc dù đối phương cho rằng bản thân che giấu rất tốt, nhưng mà hắn là ai chứ? Là thiên tài mạnh nhất sau Đinh Diệu Long, Bất quá Lăng Hàn cũng không có hiện thân, mãi sau hơn nửa ngày hắn mới đột ngột xuất hiện. Không có biện pháp, vừa rồi lúc mạo đại lên tiếng, hắn đang cùng nữ hoàng, thiên phượng thần nữ anh anh em em, dù sao cũng không thể nào dừng lại được. Cho nên chỉ có thể làm phiền vị tiền bối này chờ một lát mà thôi. Chỉ là đương nhiên Lăng Hàn sẽ không nói ra chuyện này. Đa tạ ân tình đưa tiến của tiền bối, mạo đại cười ha hả nói, cho dù không có ta hỗ trợ, người muốn thoát khốn cũng không khó qua mấy tháng nữa ta sẽ hộ tống Trương Sung đi chạm Trần Uyên. Đến lúc đó nếu như ngươi nhìn thấy Trương Sung, nếu như có thể giúp đỡ được thì giúp một chút. Nhất định, Lăng Hàn nghiêm túc đáp ứng, sau đó hắn lại hỏi. Tiền bối, chạm Trần chỉ cần lần thứ nhất tiến hành ở địa phương đặc thù như chạm Trần Uyên thôi sao? Mạo Đại gật đầu nói, nói đúng, chỉ có lần đầu tiên mới cần đi nơi đặc biệt để chạm Trần. Bởi vì chỉ có trong thiên địa mới có lực lượng như vậy có thể chặt đứt Trần Duyên. Nhưng mà những lần sau, trong cơ thể ngươi đã có lạc ấn của lực lượng như vậy về sau không cần đi tới những nơi như thế nữa bất quá có một ít người thiên phú có hạn quả thực còn phải đi tới nơi như trảm trần uyên lần nữa lại một lần nữa cảm mộ bí lực thiên địa lại chảm đau thứ hai đau thứ ba lăng hàn a à một tiếng hắn cung kính khom người với mạo đại rồi nói tiền bối ta xin cáo từ đi đi sau khi nói những lời này hắn lại có chút tiếc hận ta vốn có ý định đem nữ nhi ta gả cho ngươi Đáng tiếc người như người quá thích gây rắc rối, ta lại có chút lo lắng. chương 1853, tới chảm Trần Uyên, hạ. Lăng Hàn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng bước nhanh hơn. Hắn thực sự không muốn trêu thêm vào nợ tình nữa. Chỉ bằng những hồng nhan bên cạnh hiện tại cũng đủ để khiến cho hắn cảm thấy dày vò. Hắn đi rất nhiều ngày, sau khi hoàn toàn thoát khỏi phạm vi thế lực của Thương Nguyệt Thành, hắn mới để cho nữ hoàng và thiên phương thần nữ đi ra. Cũng không thể để cho các nàng buồn bực ở trong hắc tháp được. Ba người đồng hành, vui vẻ hòa thuận. Hơn 10 ngày sau, bọn hắn đi vào một tòa thành thị khác. Sau khi vào thành, bọn hắn đi lên trên một con thuyền lớn, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian chạy đi của bọn hắn. Nếu không mà nói, chờ bọn hắn chạy tới Tràm Trần Uyên cũng là thời gian bí cảnh mở ra. Lăng Hàn và Nữ Hoàng thì lắng chặt thời gian lắng động, cảm ngộ. Chỉ có hơn một năm, nếu như bọn hắn không có đủ cảm ngộ và cảnh giới, vậy thì lại đợi thêm một ngàn vạn năm, hoặc là đi bí cảnh khác tiến hành Tràm Trần. Bởi vì không thiếu tinh thạch cho nên bọn hắn trắng trợn mua sắm dược liệu, dù sao cũng không thiếu chút tiền. lang Hàn luyện đan cơ hồ là lãng phí, vứt bỏ bộ phận chân quý nhất trong tiên dược, bao gồm cả bộ phận lĩnh ngộ thiên địa, mà chỉ để lại bộ phận tích lũy, tăng nguyên lực lên. Bằng không mà nói, muốn luyện thành đan nhất định sẽ vô cùng lâu. Hắn và nữ hoàng mỗi ngày đều cắn đan dược, coi như đạt tới sáng thế cảnh viên mãn đỉnh phong cũng có thể tiếp tục ăn. Đây là tích lũy, trùng kích chạm Trần Chính là một tiêu hao cực lớn nếu như không đủ nguyên lực tích lũy lúc đột phá sẽ hút khô mình như vậy quá oan uổng nữ hoàng đã tiến vào giai đoạn sau cùng hiện tại nàng cũng đang đợi chảm trần mà lang hàn vẫn còn đang tăng lên nguyên lực tích lũy sau khi thuyền lớn đi được một tháng rốt cuộc hắn cũng đạt tới sáng thế cảnh đỉnh phong một trăm ước tinh thần hắn cũng không có dừng lại tiếp tục tăng lên số lượng tinh thần đây là tích lũy hiện tại số lượng tinh thần càng nhiều đối với chiến lược sau khi trở thành chảm trần cũng không có tăng lên nhưng mà có thể cung cấp nguyên lực dự trữ trong quá trình đột phá chảm Trần Lại sau 3 tháng, ba người lăng hàn rời thuyền, bọn hắn đi vào trong Dương Nguyệt Thành, đây là một trong những thành trì tiết mãi bên ngoài Hắc Nguyệt Giáo. Một khi đi qua sẽ là phạm vi thế lực của Bách Thành Hoàng Tiêu Gia. Mà Trảm Trần Uyên ở địa điểm cách bên ngoài Dương Nguyệt Thành hơn và bạn dặm. Trên lý luận, Trảm Trần Uyên có lẽ thuộc về lãnh địa Hắc Nguyệt Giáo, nhưng mà bởi vì là khu vực biên cường, hơn nữa lại thêm tác dụng đặc thù của thiên địa bí cảnh này đừng nói là bách hoàng thành tiêu ra ngay cả người phó gia muốn đột phá trảm trần cũng sẽ chạy tới nơi này trong cả phạm vi phó gia thống lĩnh trảm trần uyên chính là bí cảnh trảm trần tốt nhất lúc này còn một năm mới tới lúc trảm trần uyên mở ra bởi vậy trong dương nguyệt thành có vô số thánh vương đỉnh phong bọn họ đang đợi sau một năm sẽ xông vào khảo nghiệm quan trọng nhất trong đời nếu như có thể tiến thêm một bước như vậy trong tiên vực bọn họ có thể xưng một tiếng là cao thủ từ nay về sau chính thức thoát khỏi sinh lão bệnh tử nhưng nếu không vượt qua được một bước này, chín thành chín sẽ mất mạng. Nơi này có chật ký người, mặc dù thành đô này là thế lực phụ thuộc Hắc Nguyệt Giáo. Thế nhưng coi như là vậy, rất nhiều thế lực lại là thế lực truyền kiếp, không có cách nào giải hận được. Trong thành thường xuyên xảy ra chiến đấu, thi thoảng còn có thể nhìn thấy một mảnh hỗn loạn trong núi, có thi thể nằm ngang. Ba người lang hàn rất ít xuất hiện, yên tĩnh tu luyện, chờ đợi trảm Trần Uyên mở ra. Lại 10 tháng qua đi, bọn hắn ra khỏi thành, tiến về phía trảm trần nguyên thời gian quay ngược lại một chút ở một chỗ trong tiên vực côn bằng cung bẩm thiếu cung chủ lăng hàn đã tiến vào tiên vực một nữ tử dung mạo xấu xí nửa quỳ trước mặt hổ nữ trên mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt thiếu cung chủ các nàng từ trăm năm trước đã trảm trần thành công hơn nữa lại là một đao trảm thiên địa trở thành vương giả trong vương giả thành tựu như vậy cho dù là thánh tử thánh nữ đại giáo khác cũng ít có ai địch nổi trên thực tế một đao chảm thiên địa cũng có mạnh yếu khác biệt. Phải xem một đao kia chảm triệt để tới đâu, chảm hung ác tới đâu. Nếu như càng hung ác thì chiến lược càng cường đại. Hổ nữ lười biếng nằm trên ghế dài, nàng là người nếu như có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng. Nếu có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, rất lười. Tu luyện thực sự là muốn mạng nàng. Nếu không phải cả ngày bị một lão yêu bà bắt buộc, nàng đã sớm đi tìm lăng hàn. Phanh một cái, hổ nữ thoáng cái nhảy dựng lên, cười ha hả. Lăng hàn của nữ ở đâu mau mau hổ hữu muốn đi tìm hắn nữ tử kia có chút tức giận lăng hàn là ai chứ không ngờ lại làm cho thiếu cung chủ nóng vội như vậy theo nàng thấy thiếu cung chủ là người hoàn mỹ nhất trên đời này không có một nam nhân nào có thể xứng đôi nhưng thiếu cung chủ hỏi nàng có thể không trả lời sao hồi bẩm thiếu cung chủ tạm thời còn chưa biết nữ tử này vội vàng nói mở ra tiên vực chi môn tiến vào tiên vực địa điểm có thể tùy ý mà tiên vực lại quá lớn, muốn điều tra rất là khó khăn. Nếu mặc kệ, các ngươi đều đi ra ngoài tìm cho ta. Nếu muốn gặp Lăng Hàn, hổ nữ dương nhanh múa vuốt, bộ dáng vô cùng hung ác. Vâng, thiếu cung chủ. Rất nhanh có 12 đội long ưng đội từ trong côn bằng cung bay ra. Mỗi một đội long ưng đội đều có một cường giả tiên phủ cảnh dẫn đội, bên dưới có 10 vệ binh. Mỗi một người đều là phân hồn cảnh. Mọi người phân biệt tới các nơi trong tiên vực tìm kiếm tung tích Lăng Hàn. Các nàng có một nhiệm vụ, đó là trong tiên vực Minh Mông này tìm được một nam nhân đặc biệt gọi là Lăng Hàn. Ba người Lăng Hàn tiến về Trảm Trần Uyên, đây chính là một bí cảnh do thiên địa hình thành, hoàn cảnh bình thường hiểm ác vô cùng, căn bản không có ai có thể xâm nhập vào bên trong. Nhất định sẽ bị lực lượng thiên địa cuồng bạo tiêu diệt. Chỉ có ngàn vạn năm một lần, Trảm Trần Uyên sẽ mở ra. Trong lúc mở ra, đại bộ phận địa phương trong đó, lực lượng thiên địa cũng trong phạm vi khống chế. Có thể để cho người ta xâm nhập vào tiến vào tầng chót nhất trong trảm trần uyên. Ở đó có thể xê ảm nhận được bí lực trảm trần thiên địa, do đó chém ra một đao đối với mình hoặc là thiên địa. chương 1854, lại thêm mấy vương giả. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, đinh ra, hàn gia còn có tiêu ra nhất định đều canh chừng ta ở đây. Lăng hàn vuốt cầm, không khỏi thì thào, chàng lại khiến cho người ta hận sao. Thiên phượng thần nữ lập tức nhõng nhẽo cười, năng lực gây tai họa của phu quân nàng quả thực là nhất lưu một sáng thế cảnh nho nhỏ lại khiến cho thế lực tam tinh kinh ngạc lại còn toàn thân trở ra muốn làm được chuyện này thực sự không dễ dàng chúng ta vẫn ít xuất hiện một chút vậy ba người đều ăn mặc kín đáo giấu giếm diện mạo chân thực hơn nữa lại khống chế khí thức bản thân như vậy cho dù là trảm trần lão tổ cũng phải đi tới rất gần mới cảm ứng được khí thức của bọn hắn do đó mới nhận ra được thân phận của lăng hàn cường giả phân hồn tiên phủ có thể cảm giác trên phạm vi rộng hơn nhưng mà người mạnh như vậy sẽ tới nơi này sao có lẽ có phân hồn nhưng mà nếu như là tiên phủ lăng hàn lắc đầu đây chỉ là phạm vi thế lực tam tinh chắc sẽ không có đại năng tiên phủ tới bí cảnh còn hơn tháng mới mở ra nơi này đã có rất nhiều người tụ tập tuy rằng cùng thuộc phó gia thế nhưng mâu thuẫn lại không ít Thì thoảng có chiến đấu xảy ra thậm chí ngay cả trảm trần lão tổ cũng sẽ khai chiến tiêu thong ấy trong đám người đột nhiên phát ra tiếng kinh hô tiêu thắng tiêu thắng là ai rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Cái gì, chẳng lẽ các người không nghe nói được gì sao? Tiêu Thắng là người hai năm trước chiến thắng trường Tôn Lương A. Trường Tôn Lương, trường Tôn Lương của Hắc Nguyệt Giáo sao? Hít, thời gian chưa tới nửa năm, muốn cho tin tức trưởng Tôn Lương và Tiêu Thắng chiến một trận truyền khắp phạm vi thế lực của phó gia quả thực là không thể nào. Hiện tại nói như vậy, đương nhiên khiến cho mọi người kinh ngạc. Trưởng Tôn Lương là người danh tiếng chính thịnh, là vương giả trẻ tuổi được công nhận, ngay cả phó gia cũng không có người trẻ tuổi nào có thể sánh vai hiện tại còn nói có người đánh bại trưởng tôn lương lập tức tạo thành oanh động rất lớn chẳng lẽ là tiêu gia bách hoàng thành kia chính là tiêu gia thực sự không tầm thường a à. thiên tài so với trưởng tôn lương còn cường đại hơn ngày sau nói không chừng có thể đột phá tới tiên phủ cảnh hắc hắc các ngươi không biết sao mấy năm gần đây liên tục toát ra vài thiên tài mới trưởng tôn lương đã cũ rồi ồ không sai Bác hoan xuất hiện một tống xa Thác Thiên Thành thì là Mã Dĩnh, đều có thể xưng là vương giả. Mà phó gia thì kinh người nhất, bọn hắn có một tuyệt thế tiên thai. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh vang vọng bốn phía. Dù là ở tiên vực, hai chữ tiên thai cũng không thể dùng loạn, điều này đại biểu cho thể chất cường đại nhất trong cõi đời này, trong vạn người khó có một. Là ai? Phó Hiểu Vân, chẳng những là tuyệt thế tiên thai, mà bản thân lại là quốc sắc thiên hương, liếc mắt cũng khiến cho người ta hồn vía lên mây lần này nàng cũng tới tham dự trảm trần sao. Đương nhiên, bỏ qua lần này sẽ phải đợi ngàn vạn năm. Đối với vương giả trẻ tuổi mà nói, một ngàn vạn năm quá lớn. Nói không chừng đối thủ cạnh tranh đã trở thành nhị trảm. Lăng Hàn nghe hết vào trong tai, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Lại xuất ra một tiên thai sao? Có hai biện pháp thành tiên thai, đầu tiên là trời sinh, chuyện này cũng đành xem phụ mẫu, tổ tiên. Nghe nói nếu như tổ tiên là tiên vương, xác suất sinh ra tiên thai sẽ lớn hơn một chút nếu không quả thực cần phải xem ông trời mở mắt đánh mấy trăm vận khí vào thứ nhì là tạo thành từ hậu thiên ví dụ như tu luyện công pháp tiên vương nào đó như cổ đạo nhất vậy không biết tiên thai phó ra so với nữ hoàng ai mạnh hơn nữ hoàng thì nở nụ cười ngạo nghễ nàng có suy nghĩ tất thắng lăng hàn nhìn ra xa xa hắn nhìn thấy tiêu thắng gần hai năm qua đi thương thế lúc trước của tiêu thắng tự nhiên đã hết dù lúc ấy bị lăng hàn và nữ hoàng làm cho trọng thương nhưng Tiêu gia cũng không tiếc bất kỳ giá nào chữa cho hắn tốt. Tựa như Hắc Nguyệt giáo đối với trưởng Tôn Lương vậy, Tiêu Thắng đã hoàn toàn quét hết hận ý bởi vì thua trong tay Lăng Hàn. Hắn lại mượn nhờ chiến tích chiến thắng trưởng Tôn Lương, trong lòng vô cùng đắc chí, không thèm ngó tới tất cả mọi người. Thân là vương giả, đương nhiên phải có kiêu ngạo của mình. Lại vài ngày sau, lục tục có các vương giả tới. Tống xa, những vương giả gần đây xuất hiện trong Bắc Hoang thành, chiến lực mạnh tới mức đáng sợ được xưng là vô địch dưới chảm chân. Mã Dĩnh, thiên kiêu chi nữ thác thiên thành, đều có danh xưng vô địch dưới chảm chân. Nghe nói Tống Sa và Mã Dĩnh lại là con cô con cậu, bởi vậy hai đại gia tộc cố ý thông gia. Bởi vì một khi trở thành sự thực, đoán chừng sẽ trở thành thế lực lớn nhất sau phó gia. Thậm chí ngày sau còn có thể giao động sự thống trị của phó gia. Còn có phó hiểu vân, nàng rõ ràng không muốn có cường giả phó gia đi theo. Một mình ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, khuôn mặt tuyệt mỹ quả thực khiến cho người ta nhìn vào tim đập thình thịch, trên đùi đặt một thanh trường kiếm, tản mát ra một cỗ sát khí như nói không ai được tới gần nàng. Trường tôn lương tới, lại hai ngày nữa, đám người lần nữa oanh động, còn hơn tống xa, tiêu thắng, phó hiểu vân, dù sao đây mới là vương giả được công nhận. Trường tôn lương là vương giả được công nhận, thanh danh hiển hách. Dù là truyền thuyết nói có người đánh bại hắn, hay hoặc giả có người sánh vai với hắn, chuyện này cũng không làm ảnh hưởng tới địa vị của trưởng tôn lương trong suy nghĩ của mọi người đây là một đối tượng mà vô số người đều mơ siêu việt lại thủy chung không có cách nào siêu việt được cường đại tới mức xâm nhập nhân tâm tuyệt đối không phải bằng lời nói tin đồn gì là có thể thay đổi tiêu thắng không khỏi cười lạnh bại tướng dưới tay có gì mà đắc ý cơ chứ hắn ôm hai tay ra vẻ khinh thường nhưng mà tư thế như vậy cũng không có ai đặt ở trong lòng ai cũng mặc kệ hắn hắn lại không cam lòng nói Trường Tôn Lương, có dám đánh một trận không? Trường Tôn Lương liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Chi bằng để sau trảm trần chiến một trận, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng đối phương. Lúc này nếu như giao thủ, vô cùng có khả năng song phương đều bị tổn thương đại đạo. Người nào cũng đừng mong rảo bước lên tới trảm trần. Trường Tôn Lương thành danh nhiều năm, tâm vương giả như sắt, tự nhiên sẽ không bởi vì khí phách nhất thời mà đẩy mình vào hoàn cảnh bất lợi. Trường 1855, Bắc Huyền Minh. Một câu mà thôi, bọn hắn còn đang trên đường phát triển cần gì phải do dài ngắn nhất thời tranh giành khí phách nhất thời chứ bất quá những lời này của hắn tương đương với thừa nhận thực lực của tiêu thắng nếu không mà nói nếu như đại khái có thể dùng hai ba chiêu giải quyết thì hắn không cần nói nhảm như vậy cũng bởi vậy tất cả mọi người lại có nhận thức mới về tiêu thắng tiêu thắng khó chịu rõ ràng hắn đánh thắng tiêu thắng nhưng vì sao phải thông qua lời nói của đối phương mới có thể được người ta kính sợ chứ hắn hừ một tiếng sau chảm trần nhất định hắn sẽ hành hạ đối phương khiến cho tất cả mọi người biết rõ hắn mới thực sự là vương giả ha 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 tống sa đứng lên lớn tiếng nói trường tôn huynh sau chảm trần ta cũng muốn lãnh giáo ngươi một chút bất quá tốt nhất ngươi đừng thua trong tay những người khác nếu không ta khinh thường khiêu chiến với một kẻ thất bại ở bên cạnh hắn đôi mắt xinh đẹp của mã dĩnh cũng tràn ngập chiến ý muốn lật tung vương giả hiện tại trở thành tân vương vẻ mặt trường tôn lương tự nhiên thân là vương giả đương nhiên hắn có một trái tim vô địch người khiêu chiến nhiều hơn cũng không khiến cho tâm tình hắn bị ảnh hưởng bất quá trong lòng hắn lại nghĩ nếu như lăng hàn và nữ hoàng ở đây thu thập mấy người này không phải rất đơn giản sao chỉ một phút đồng hồ đã khiến cho đám người này hoài nghi bọn hắn sống trên đời làm gì lăng hàn tới chưa hắn quay đầu nhìn chung quanh tìm kiếm tung tích của lăng hàn thế nhưng ba người lăng hàn lại cải trang lại thu liếm khí thức hắn căn bản không có khả năng phát hiện được lăng hàn cũng không muốn gặp mặt trưởng tôn lương ở chỗ này bởi vì hắn đắc tội với không ít người như vậy sẽ khiến cho trưởng tôn lương cũng bị dính vào phó hiểu vân thì tương đối bình tĩnh hoặc thực sự tính cách của nàng ôn hòa không có lòng háo thắng hoặc là nàng đối với bản thân mình tràn ngập tin tướng đã tới mức khinh thường dùng phương thức chiến với đám người tiêu thắng để chứng minh mình tồn tại người đinh gia cũng tới nhưng không phải bọn hắn đưa tộc nhân mình tới chạm trần mà đang tìm kiếm lăng hàn chỉ là người ở đây có trăm vạn hơn nữa rất nhiều người càng đi cùng trưởng bối gia tộc mình tới dùng thực lực đinh gia còn chưa đủ để khiến cho người ở đây ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra cho nên muốn tìm được lăng hàn nói dễ vậy sao về phần hàn gia thì bàn tay không dài được như vậy nếu như bọn hắn dám phái người tới đây chẳng khác nào là chính diện khiêu khích với phó gia đây là chuyện tuyệt đối không thể làm trên thực tế thiên tài ở đây cũng không chỉ có trưởng tôn lương phó hiểu vân có ít người không kém chỉ là bọn hắn đem hy vọng ký thác vào trảm trần chỉ cần trảm trần hoàn mỹ như vậy chiến lực sẽ toàn thắng cùng dai trảm trần chính là chặt đứt trần duyên chàm vào một đạo trần duyên trảm được triệt để hay không đều ảnh hưởng tới chất lượng trảm trần bởi vậy mới có trảm trần yếu nhất trảm trần tầm thường và trảm trần hoàn mỹ vương giả những thiên tài đương nhiên đều nhìn về phía trảm trần hoàn mỹ thế nhưng ít người biết rõ có thể không trảm mình mà trảm một đao vào thiên địa lại vài ngày qua đi, cách lúc chạm trần uyên mở ra đã càng ngày càng gần. Mỗi người cũng trở nên khẩn trương, bước chạm trần này thực sự quá mức quan trọng, bước vào bước này mới xem như mở ra con đường đi tiên vực. Ồ, mau nhìn kìa, có người đột nhiên kêu lên, chỉ tay lên trên bầu trời. Những người khác liên tục nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu viên hầu cực lớn, toàn thân màu vàng, cao khoảng chừng mấy vạn trượng. Nó đang dùng sức kéo một chiếc thuyền trúc màu xanh lá. Thuyền trúc không lớn, tối đa cũng chỉ dài chục trượng, nhưng mà có thể nhìn thấy vô cùng nặng nề. Bởi vì đầu viên hầu kia dường như đang dùng hết sức, mỗi một bước đều khiến cho nó thở hồng hộc. Đây là thế lực nhà nào tới? Nhìn, đồ án kia, có người tinh mắt, phát hiện trên chiếc thuyền trúc mà xanh lá có dấu hiệu sáng rõ, lập tức kinh hô. Thái âm giáo, rất nhiều người đồng thanh nói, thái âm giáo cũng là một thế lực tam tinh, nhưng mà cách phạm vi thế lực của phó xa hơi xa. Mà trong mấy trăm thế lực tam tinh, thái âm giáo cũng có thể đứng vào top 10. Vượt qua xa phó ra, theo lý mà nói, thái âm giáo tuyệt đối không nên tới đây a. À. Thái âm giáo chỉ cũng không khác chảm Trần Uyên là bao, cần gì phải tới đây tham dự náo nhiệt chứ. Ồ, chẳng lẽ ở phụ cận có tuyệt thế tiên bảo gì xuất thế hay sao? Cự viên lôi kéo chiếc thuyền trúc chậm rãi rơi xuống, đây đúng là một đầu tiên thú. Nhưng mà hung tính không dứt, không ngừng nhe răng nhếch miệng với đám người bốn phía, giết gào không ngừng lúc này chỉ thấy một gã nam tử từ, từ trong khoang thuyền đi ra một thân hoa phục dáng người thon dài mỗi khi cất bước tràn ngập khí độ vương giả đó là một loại tự tin tuyệt đối thần thái vô song chảm trần cảnh lúc nhìn thấy người trẻ tuổi kia không ít đại nhân vật đều phát ra tiếng kinh dị tuy rằng sau khi giảo bước lên chảm trần tuổi sẽ mất đi ý nghĩa thế nhưng nếu trong mấy trăm vạn tuổi mấy ngàn vạn tuổi tiến vào chảm trần mà nói đó vẫn là chuyện khiến cho người ta tương đối rung động bởi vì chuyện này đại biểu cho thiên tư người này kinh người. Người trẻ tuổi này tối đa là 10 vạn tuổi, 10 vạn tuổi chảm trần, trong cả phạm vi thế lực của phó gia có tìm được không? Hiểu vân, ánh mắt người trẻ tuổi kia nhanh chóng nhìn vào trên người phó hiểu vân, nở nụ cười cao ngạo. Ta nghe nói nàng muốn chảm trần cho nên mới quyết định tới đây. Dù sao ta cũng vừa vặn muốn tiến bước nhị chảm, vừa vặn ở cùng một chỗ. Nhị chảm, hết, còn trẻ như vậy nhất chảm đã vô cùng kinh người rồi, thế nhưng hắn lại muốn nhị chảm, như vậy cũng quá yêu nghiệt đi a à. phó hiểu vân gật đầu với đối phương nở nụ cười rất khó có được hai người này là người không biết chân tướng mở miệng hỏi người trẻ tuổi kia gọi là bắc huyền minh là thánh tử thái âm giáo mà thái âm giáo với phó gia cố ý thông gia với nhau đối tượng là bắc huyền minh và phó hiểu vân tại sao lại là hai người bọn họ bởi vì bọn họ đều được thế lực tứ tinh là quy nguyên điện yêu ái có thể bái vào siêu cấp thế lực lớn như vậy cũng là vinh hạnh đặc biệt bên trong mấy trăm thế lực tam tinh những tin tức này truyền ra, tất cả mọi người chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Bản thân Bác Huyền Minh là một siêu cấp vương giả, thánh tử đại giáo. Hiện tại lại có được giai nhân tuyệt lệ như Phó Hiểu Vân, nhân sinh đã viên mãn, có gì hối tiếc nữa chứ? chương 1856, Trảm Trần Uyên mở ra. Nghe nói nơi này có mấy người tự xưng là vương giả, đứng ra cho ta xem. Bác Huyền Minh lạnh lùng đảo qua mặt mọi người, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Trước mặt Bác Huyền Minh ta, ai dám xưng vương? Người trẻ tuổi kia thật là kiêu ngạo, bất quá hắn có vốn liếng để kiêu ngạo, tuổi còn trẻ đã là nhất trảm lão tổ, quá kinh người. Khó trách ngay cả quy nguyên điện cũng thu làm đệ tử. Trường Tôn Lương, Tiêu Thắng và các vương giả khác cực kỳ không phục. Thế nhưng tranh lệch tiên phàm quá lớn, mặc cho bọn hắn yêu nghiệt cỡ nào cũng khó có khả năng bù đắp. Dù là lang hàn cũng không được, tối đa chỉ bảo vệ mình không chết mà thôi. Những vương giả này đều thầm hừ lạnh trong lòng, đợi sau khi dảo bước lên chảm trần, khi đó xem ai mới là vương giả chính thức. Khóe miệng Bắc Huyền Minh nở nụ cười khinh thường, nói: "Sư tôn còn cố ý nói với ta, thừa dịp cơ hội lần này xem có ai đáng giá để chiêu lãm vào Quy Nguyên Điện hay không? Ha ha, trong mắt ta, tất cả đều là rác rưởi." "Ngóa, tất cả mọi người khó chịu cực kỳ, quả thực ngươi rất thiên tài, nhưng mà như vậy là có thể châm chọc mọi người sao?" Trong lòng một ít người dục dịch, Bắc Huyền Minh có thể dẫn tiến người vào Quy Nguyên Điện sao? "Ồ, đây chính là thế lực tứ tinh nha nếu như có thể bái nhập vào về sau trở về ai mà không cung kính với mình chứ bởi vậy rất nhiều người ra mặt dày đều đi lên tâm bốc vỗ mông ngựa bác huyền minh lại kiêu ngạo không đáp lại hắn cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi có tư cách giới thiệu người thế nhưng có thể đưa người vào trong quy nguyên điện hay không không phải hắn nói là được phải biết rằng chỉ có người nổi bật trong thế lực tam tinh mới có tư cách tiến cử gia nhập quy nguyên điện nếu không cũng chỉ đợi tới lúc quy nguyên điện tổ chức đại hội thu đệ tử phải một đường trảm quan trở thành số ít người may mắn thành đệ tử quy nguyên điện thực sự là tiểu bạch kiểm thiên phương thần nữ kia bình luận nam nhân kia không xứng với nàng ta lang hàn không khỏi cười nói tuy rằng kiêu ngạo một chút nhưng mà ở tuổi này có thể chảm chân, không đơn giản thiên phượng thần nữ vẫn không phục nàng nhìn bắc huyền minh thế nào cũng thấy không vừa mắt âm âm chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh truyền tới mặt đất giống như mở miệng, vỡ ra. Chạm Trần Uyên vốn là một sơn cốc sâu kín, nhưng mà bây giờ lại mở ra. Sơn cốc kia trở nên rộng thùng thình, gấp bình thường vô số lần. Sâu không thấy đáy, có mây mù lượn lờ, ngay cả Chạm Trần lão tổ cũng không có khả năng nhìn vào chỗ sâu bên trong. Chạm Trần Uyên chính thức mở ra. Ồ, Lăng Hàn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng lại yếu ớt vô cùng. Chạm Trần chi lực, nữ hoàng cũng cảm nhận được, nàng nhìn về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn gật đầu nói, hẳn là vậy, chỉ là lực lượng ở nơi này quá yếu, cũng miễn cưỡng có thể cảm giác được. Vẫn phải tiến sâu vào trong sơn cốc mới có thể thể ngộ được rõ ràng. Khó trách nói chảm trần phải tiến vào dưới đáy chảm trần uyên, chỉ có đi tới địa phương có đủ thiên địa bí lực mới có thể chém ra một đao kia được. Oanh, đám người như thủy triều liên tục bay về phía cốc. Hoặc là sáng thế cảnh, hoặc là chảm trần, nhưng tuyệt đối không có cường giả cấp phân hồn. Những người này dù có đều là hộ tống tiểu bối tới, cũng chỉ đứng ở bên ngoài chờ mà thôi. Vì sao, thiên địa bí cảnh cùng loại như chảm trần uyên đối với võ giả cảnh giới cao có lực bài xích, khả năng vẫn lạc rất lớn. Đừng nhìn nơi này có thể chảm trần, nhưng mà ngay cả tiên vương tới cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, phân hồn thì tính là thứ gì chứ. Trường tôn lương, tiêu thắng đều không có vội vã cất bước. Bọn họ đều là vương giả đương đại, đối với mình có tin tưởng tuyệt đối, CHP dù cất bước muộn thì thế nào chứ. Tranh chấp cùng cảnh giới, ai là đối thủ của bọn họ. Vân Nguội, đi thôi, bác huyền minh ngạo nghễ nói, hắn đã là nhất trảm đỉnh phong. Hơn nữa hắn vốn là cường giả vô địch cùng dai, tại trảm Trần Uyên đương nhiên có thể quét ngang, chỉ cần trong lòng tìm hiểu thiên địa là được. Phó Hiểu Vân gật đầu, cùng với bác huyền minh sóng vai mà đi. Hai người đều tay áo bồng bềnh, tiêu sái thoát trần, như là thần tiên quyến lữ, khiến cho người ta cảm thấy hâm mộ. Tống xa, Mã Dĩnh cũng đuổi kịp, hai người này đều là vương, chỉ là không có một ai là chảm trần, không thể nghi ngờ trên phương diện khí thế đã bị Bắc Huyền Minh đè xuống, không có trói lọi như hai người trước mắt. Trường Tôn Lương và Tiêu Thắng cũng cất bước mà đi, bọn hắn coi như là oan gia, sóng vai chung, đều địch ý 10 phần. Một người muốn triệt để kéo đối phương xuống khỏi vị trí vương giả, một người khác thì muốn báo thù một tên khi trước. Mùi thuốc súng 10 phần, chúng ta cũng đi, Lăng Hàn nhìn thấy Trương Sung và Mạo Thư Ngọc, bọn hắn đi theo sau lưng trưởng Tôn Lương. Nghĩ tới hứa hẹn của mình với Mạo Đại, Lăng Hàn quyết định đi theo sau lưng hai người này. Chỉ là điều khiến cho Lăng Hàn không ngờ tới chính là Mạo Thư Ngọc không ngờ lại tới. Có lẽ nàng không đủ tích lũy, còn không có cách nào chạm trần. Lần này chỉ để trải nghiệm thiên địa bí lực một chút. Như vậy khi nàng chính thức chạm trần sẽ có thêm một ít kinh nghiệm và nắm chắc hơn. Trong cốc không có đường, chỉ có thể không ngừng bay thấp. Ít nhất sau nửa canh giờ, phía dưới rốt cuộc cũng xuất hiện nơi có thể đặt chân. Nhưng mà cũng không dễ bởi vì bên dưới toàn bộ đều là những chiếc gai đá. Bên trên một ít gai đá còn có vết máu rất mới, bên cạnh đó là thi thể nằm đò, vẫn còn tỏa ra nhiệt lượng. Sát cơ đã hiện, những chiếc gai này không thể đụng vào, cho dù người vận chuyển nguyên lực lơ lửng, chỉ cần dẫm vào một cước là sẽ lập tức bị đâm rách ra. Mà chỉ cần bị đâm rách một chút ra, vậy thì chết chắc. Theo lý mà nói, đây cũng không phải là bí mật gì. Từ vô số năm trước đã bị đám tiền nhân tổng kết ra. Thế nhưng lại vẫn có người chết, chứng minh một điểm, đó là có người luôn tự coi mình quá mạnh mẽ, tự đi tìm đường chết. Ba người rất lại sau lưng hai người trương sung tầm 10 trường. Chuyện này vừa vặn là phạm vi cực hạn của thần thức lăng hàn. Như vậy có thể thấy rõ hành động của hai người phía trước như lòng bàn tay. Thiên địa chi lực trong trảm trần uyên cuồng bạo, thần thức và thị lực đều không trải được quá xa, bởi vậy 10 dặm là cực hạn của lăng hàn. mươi 1857, không đề, đoạn đường này yên tĩnh tới đáng sợ tất cả mọi người đều buồn bực chạy đi, chảm Trần Uyên cũng không phải là mở ra suốt, mỗi một lần mở ra chỉ có 3 tháng, nếu tới thời gian còn chưa đủ ra, như vậy trên cơ bản chỉ có thể chết mà thôi. Bởi vì chảm Trần Uyên khi đó khôi phục lại trạng thái cuồng bạo, cho dù tiên vương cũng phải nhíu mày. Một đường đi xuống phía dưới sân cốc, hoàn cảnh chung quanh cũng không có vì vậy mà tối đi, ngược lại còn trở nên sáng rõ. Bởi vì có một ít nham thạch sáng lên, tỏa sáng. Quang Minh Thạch, trong đó ẩn chứa đại đạo hỏa hệ đối với võ giả hỏa tu mà nói đây là bảo bối khó có được tư liệu hiện lên trong đầu lăng hàn hắn lại nói cho nhị nữ biết tim thiên phượng thần nữ đập thình thịch nàng nhận truyền thừa từ phượng vương cũng am hiểu dùng hỏa bởi vậy quang minh thạch này đối với nàng mà nói tương đối chân quý lăng hàn nghĩ biện pháp lấy nhưng mà nham thạch lại quá lớn vùi sâu vào trong lòng đất phụ cận còn có loạn thạch xuyên qua không dễ tiếp cận và dùng lực ngay cả người có khí lực biến thái như Lăng Hàn cũng không dám làm sằng bậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. "Ồ, oh, dường như bọn họ gặp phiền phức." Lăng Hàn nói, hắn phát hiện ra Trương Sung và Mạo Thư Ngọc đang tiến lên đột nhiên dừng lại, mà trước bọn họ thì có thêm 13 người. Lăng Hàn cũng không có lập tức tiến lên, chỉ cần hai người Trương Sung không có gặp được nguy hiểm tới tính mạng thì hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Làm như vậy, một là không muốn làm cho hai người tổn thương lòng tự tôn, hai là tránh cho bọn họ dưỡng thành tâm lý ỉ lại. Nơi này quá nguy hiểm, ngay cả Lăng Hàn cũng phải 10 vạn lần cẩn thận, đâu có thể chuyên tâm làm bảo mẫu dược. Bất quá hai người Trương Sung cũng không có trì hoãn quá lâu, cũng không có xảy ra chiến đấu. Rất nhanh hai người lại tiếp tục tiến lên, Lăng Hàn nhìn rõ tình huống, đó là bởi vì Trương Sung trả cho mỗi người 10 khối tinh thạch coi như tiền mua đường. Mạo Thư Ngọc thức giận tới mức ngứa chân ngứa tay, nhịn không được muốn động thủ, lại bị Trương Sung khuyên can nhân số song phương tranh lệch rất lớn, hơn nữa nơi này lại quá nguy hiểm, một khi không khéo sẽ để mạng lại. Nếu như có thể dùng tiền giải quyết mọi việc đương nhiên nên dùng tiền là hơn. Còn nữa, thời gian mở ra trảm Trần Uyên có hạn, dù thế nào cũng không thể lãng phí thời gian quý giá ở chỗ này. Ba người lang hàn cũng chậm rãi đi qua, nhìn bộ dáng của bọn hắn giống như là khác du lịch, nhàn nhã dạo chơi vậy. Đứng lại, khi ba người bọn họ đi tới chỗ mười ba người kia, quả nhiên bị đối phương cản lại. Lăng Hàn ra vẻ kinh ngạc nói, làm gì vậy, ca ca ta gần đây xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch. Muốn mượn một chút tinh thạch sử dụng, huynh đệ chắc có lẽ không keo kiệt tới mức không giúp chúng ta một chút đó chứ. Một người nói, trên mặt là nụ cười đùa giỡn, bọn hàn ánh mắt sắc bén, biết người nào dễ trêu người nào không dễ chọc, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ ràng. Ba người Lăng Hàn cười ha ha, tốt, tốt, Lăng Hàn liên tục gật đầu, chuyện này khiến cho 13 người này nở nụ cười, tiểu tử này còn chưa dọa đã sợ như vậy, đây nhất định là người của tiểu gia tộc nào đó. Từ nhỏ được bảo hộ quá độ, chỉ có tu vi sáng thế cảnh mà thôi. Thế tử, chúng ta gặp được người tốt rồi, biết rõ chúng ta nghèo, muốn đưa cho chúng ta linh thạch. Lăng Hàn kinh hỉ kêu lên, bộ dáng vô cùng ngây thơ. 13 người kia sững sờ, người ngây ngốc hay là lỗ tai có vấn đề vậy? Tiểu tử, là các người giao linh thạch cho chúng ta. Có một người không nhịn được cải chính. Đúng vậy, là các ngươi giao linh thạch cho chúng ta. Lăng Hàn gật đầu, còn vươn tay ra, nói, linh thạch đâu, mười 13 tên cản đường chỉ cảm thấy xoắn suýt vô cùng, tiểu tử này ngay cả ngươi và ta cũng không biết phân biệt rõ ràng hay sao. Một người trong đó ra vẻ bá đạo nói, sai, sai, là ngươi, à không, là chúng ta cho các ngươi linh thạch, nhanh như vậy đã hiểu rõ rồi sao. Lăng Hàn tiếp tục gật đầu cười nói, đúng vậy, các ngươi cho chúng ta linh thạch, vậy đưa đi thôi dùng vẻ mặt đứng đắn lại nói hưu nói vượn khiến cho nữ hoàng và thiên phượng thần nữ nhẫn nhịn thật khổ cực. Hai nàng chỉ cảm thấy vị phu quân này quả thực có chút xấu xa, nhất định là bị đại hắc cầu kia làm xấu. Nếu như đại hắc cầu biết rõ nhất định sẽ vô cùng phiền muộn, rõ ràng là bản tính của lăng hàn vốn đen như vậy, nào có nửa xu quan hệ gì tới nó. Tiểu tử, người đang đùa giỡn chúng ta hay sao? Người cầm đầu rốt cuộc cũng kịp phản ứng, một người ngốc như ngươi không thể có hai nữ nhân như vậy a à. Nhưng mà bây giờ hai người đằng sau không có lên tiếng, điều này hiển nhiên không đúng. Lang Hàn nhoẻn miệng cười nói, cuối cùng cũng không có ngốc, rốt cuộc cũng hiểu ra. Đáng giận, 13 tên cướp đường đều giận dữ, liên tục trừng mắt. Tiểu tử, nếu như khai chiến ở đây, người có biết hậu quả không? Người cầm đầu lạnh lùng nói, chỉ cần bị những chiếc gai đá bốn phía đâm chúng, người sẽ lập tức chết. Cho nên vẫn nên thành thành thật thật giao linh thạch, rủi rõ sẽ không còn, dù sao cũng không đắt, mỗi người chỉ 100 khối mà thôi. Sách, còn tăng giá, 100 quá ít, ít nhất cũng một vạn một người. Lăng Hàn lại lắc đầu, ồ, tiểu tử này lại giả vờ ngớ ngẩn sao. Những người kia nhìn nhau, đều không có cách nào hiểu rõ được lại có người còn chê giao ít tiền. Bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý tới việc lợi nhuận nhiều hơn một chút, cả đám liên tục gật đầu. Lăng Hàn vươn tay nói, mỗi người một vạn, 13 người là 20 vạn. Thê tử, nàng thấy ta nói đúng không? Hắn còn quay đầu hỏi Nữ Hoàng và Thiên Phượng thần nữ, đương nhiên nhị nữ rất nể tình gật đầu. Đám người cản đường cảm thấy đầu mình không đủ dùng, tiểu tử này đang đùa nghịch chúng ta a. À. 13 người không phải chỉ có 13 vạn thôi sao? Có người vẫn còn nhỏ giọng thầm nói, không nên nói nhảm với hắn, bắt lấy, lục soát đồ trên người hắn ta. Tên thủ lĩnh giận dữ nói, đồng thời hắn cũng xuất thủ trước, phóng về phía Lăng Hàn. Những người khác cũng liên tục giống to, bọn hắn đã nhịn đủ rồi. Phanh phanh phanh, Lăng Hàn tùy ý ra tay, chỉ trong nháy mắt, 13 người bị hắn đánh cho túi bụi, nếu không phải được hắn dùng nguyên lực nâng lên, những người này tuyệt đối đã bị gai đá đâm chết. Chương 1858, tích lũy kinh nghiệm thượng. Những người này đều bị dọa ngốc, không ngờ tiểu Bạch Kiểm nhìn như là phú nhị đại này lại là giả heo ăn thịt hổ, thực lực mạnh mẽ tới tột đỉnh. Bọn hắn đã đá trúng một khối sắt, Lăng Hàn mỉm cười nói, "Một người một vạn, có giao tiền hay không?" "Giao, đương nhiên là giao." những người này đồng thanh nói lăng hàn gật đầu triệt tiêu áp chế với những người này để cho bọn hắn lần nữa đứng vững những người này thành thành thật thật trả tiền mỗi một người một vạn quả thực là cực hạn của bọn hắn có ít người còn chưa đủ phải mượn người khác lúc này mới gom góp được ra gần vạn chẳng những giao toàn bộ cướp đoạt lúc trước ra mà ngay cả những thứ của bản thân mình cũng phải giao ra hết bọn hắn đều khóc không ra nước mắt đây quả thực là cố gắng bao lâu lại làm mai cho người khác a à. lăng hàn một mặt thu hoạch thu hoạch hết 13 phần, hắn không khỏi ảo não, nói. Sao lại thiếu 7 vạn, 13 người không phải vừa vặn là 13 vạn sao? Đại thiếu, một người một vạn, 13 người 13 vạn, vừa đủ a à. Người thủ lĩnh dùng vẻ mặt đau khổ nói, mặt lang hàn đen lại, người định lấn lý tà ư, 13 người, mỗi một người một vạn, không phải là 20 vạn sao? Ngươi, tên thủ lĩnh không dám phản bác chút nào, đây rõ ràng là lăng hàn đùa nghịch bọn hắn. Thế nhưng cho dù bọn hắn biết rõ thì sao chứ, lại còn dám ý kiến sao, không có biện pháp, bọn hắn lại phải gom góp tiếp. Thế nhưng cho dù có cố gắng cũng chỉ gom góp được 5 vạn tinh thạch, cách 7 vạn còn những hai vạn, không có biện pháp, bọn hắn đành phải xuất ra thần thiết, thánh liệu để bù đắp. Dụng ý của Lăng Hàn là chơi bọn hắn một vố, cho nên sau khi đạt tới mục đích, hắn phủi phủi tay rời đi. Lưu lại 13 người đang đau xót không thôi, lão đại, chúng ta còn tiếp tục không? Có người hỏi, khóe miệng thủ lĩnh kia co quắp lại, nói, thôi được rồi, chúng ta trở về, thành thành thật thật làm sơn tặc có tiền đồ đi. Nơi này quá nguy hiểm, không thích hợp với chúng ta. Được, những người còn lại gật đầu, bọn họ đã bị lăng hàn dày vò tới mức oán hận. Không nói tới bọn hắn nữa, ba người lăng hàn nhanh chóng bước đi, rất nhanh đã đuổi theo hai người trương sung. Một lần nữa khống chế phạm vi trong người dặm, không ngừng đi tới, những chiếc gai đá kia rốt cuộc cũng biến mất, chỉ còn lại từng núi đá gập ghềnh từng khối muôn hình vạn trạng kỳ quái nơi này là nơi hơi chút an toàn nhưng mà có một chút núi đá lại là yêu thú ngụy trang khi đi ngang qua phải cẩn thận bởi vì rất có thể sẽ có một tảng đá đột nhiên sống dậy làm khó dễ vận khí của bọn hắn không tệ trên đường đi không có gặp tình huống như vậy sau một giờ bọn hắn đi tới một vách núi bên trên đều là huyệt động như là tổ ong vậy những sơn động này đều là nơi có thể đi thông tới chỗ tràm trần nhưng mà không cùng đường sẽ có nguy hiểm không giống nhau nếu như chọn phải con đường nguy hiểm nhất như vậy cũng chỉ có thể tự mình cầu phúc mà thôi hỏng bét lăng hàn đẩy nhanh cước bộ lúc đuổi tới vách núi đá hai người trương sung đã sớm không thấy trên vách núi đá này có một loại thiên địa bí lực ngăn cách ánh mắt và thần thức lăng hàn chỉ biết hai người trương sung tiến vào trên vách núi đá đi vào huyệt động nhưng cụ thể là cái nào hắn lại không biết hắn lắc đầu nói không có biện pháp như vậy chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn mà thôi nữ hoàng thì không cho là đúng thân là một võ giả đương nhiên không thể trông cậy vào người hát nếu không cho dù tu vi cao cũng là phế vật mà thôi lăng hàn gật đầu hai người này dám vào trảm trần uyên phải có giác ngộ không để ý tới sinh tử hơn nữa nếu như không có vài phần nắm chắc sao dám vào đây chứ chúng ta cũng chọn một con đường đi bọn hắn tùy ý chọn một cửa động cùng nhau tiến vào sơn động cũng không nhỏ đủ để cho năm người cùng lúc đi qua cũng không cảm thấy chật trội. Trong sơn động rất đen, mặt đất cũng không đồng đều, bước cao bước thấp. Cứ như vậy, không biết đám người lăng hàn đi được bao lâu thì phía trước đột nhiên xuất hiện màu trắng như tuyết. Thiên địa cũng trở nên sáng rõ, bởi vì lúc này bọn hắn đang đi trên một cánh đồng tuyết. Hoàn cảnh thiên địa thật là cổ quái, tuyết rơi tán loạn, mà tuyết trên mặt đất cũng không có một dấu chân nào. Cũng không biết ba người bọn họ là người đầu tiên tiến vào đây hay là người trước không để lại dấu chân bọn hắn tiếp tục đi tới chỉ hơi mượn lực mặt tuyến tuy rằng lưu lại dấu chân nhưng mà rất nông rất nhanh đã bị tuyết rơi che lấp không còn dấu vết gì nữa tiếp tục đi tới sơn động đằng sau đã không còn thấy nữa cũng chỉ có bình nguyên mênh mông không có đông tây nam bắc rõ ràng cảm giác phương hướng của lăng hàn rất tốt thủy chung hắn vẫn đi ngược hướng với sơn động mà tiến lên ồ lăng hàn đột nhiên dừng lại nhìn về phía bên trái chỗ đó mặt tuyết hơi chút động đậy một đường từ đằng xa kéo tới phanh lúc kéo tới trước mặt bọn hắn tuyết động bị phá vỡ một cái móng vuốt cực lớn vươn ra đập về phía ba người lăng hàn ngay sau đó một đầu quái vật khổng lồ cũng từ trong tuyết hiện ra đó là một đầu bạch hùng cực lớn trên lưng không ngờ lại mọc ra đôi cánh như là cánh rơi đỏ như lửa giống như đang thiêu đốt vậy nữ hoàng hừ lạnh một tiếng bước về phía trước một bước một ngón tay kéo lên lập tức kiếm khí ngập trời bắn ra phốc, máu tươi của đầu đại hùng này bắn ra, nó phát ra một tiếng chu đau đớn, vội vàng vỗ cánh lùi lại. Máu tươi rơi xuống, lưu lại những đóa hoa đỏ thấm trên mặt tuyết. Giống, sau một tiếng giống này, phía xa xa lập tức có mấy tiếng giống to đáp lại, khiến cho tuyết động run rẩy, giống như mất đi trọng lực, toàn bộ đều phóng lên trời, mãi khi tiếng giống này dừng lại mới một lần nữa rơi xuống đất. Chảm trần, lang hàn trầm giọng nói, đây tuyệt đối là uy của chảm trần, vượt xa cấp độ sáng thế cảnh hóa ra đầu đại hùng này chỉ là nhỏ. Nữ hoàng cũng không có nương tay, người tới đánh lén chúng ta, như vậy cũng không có đạo lý nào không lấy mạng ngươi. Nàng mạnh mẽ vô cùng, trong mấy chiêu đã giải quyết đầu đại hùng này. Xa xa, một đầu đại hùng cực lớn xuất hiện, hai cánh giống như hỏa diễm chấn động, nhanh chóng bay về phía ba người bọn hắn. Con bạch hùng nhỏ kia phát ra tiếng kêu, nó sắp không nhịn được nữa. chương 1859, tích lũy kinh nghiệm hạ. Đại bạch hùng thì rít gào liên tục, giống như đang cảnh cáo đám người lăng hàn, nếu như bọn hắn dám can đảm hạ sát tiểu bạch hùng của nó thì bọn họ cũng đừng mong còn mạng rời khỏi đây. Lăng hàn không để vào trong lòng, chẳng lẽ bọn hắn lưu tình thì đầu đại bạch hùng này sẽ bỏ qua cho bọn hắn sao? Hắn thu thiên phượng thần nữ vào trong hắc tháp, thân thể bắn lên, nghênh đón đầu đại bạch hùng kia. Oanh, hắn khởi động cửu thiên hỏa, đây là thủ đoạn duy nhất hiện tại có thể uy hiếp được chảm trần của hắn. Nữ hoàng hạ sát thủ, chỉ sau hai chiêu, tiểu bạch hùng kia rên rỉ một tiếng, bị chém nát thần hồn đại bạch hùng lập tức phát ra tiếng giống giận dữ nó cường thế giết về phía lăng hàn muốn nghiền nát tất cả nhân loại ở đây lăng hàn đánh ra lôi đình kiếm pháp cửu thiên hỏa thì bám vào trên kiếm khí tràn ngập lực lượng phá hoại thế nhưng đại bạch hùng này chính là yêu thú cấp bậc chảm trần yêu thú trời sinh khí lực mạnh mẽ kiếm khi chém tới chỉ có thể gọt đi mấy rúm lông trắng mà thôi phanh lăng hàn bị một tát của nó đập bay cảm giác đau đớn kịch liệt đánh úp lại khiến cho hắn nghe răng đầu yêu thú này tuyệt đối không phải là nhất chảm mà là nhị chảm. Nếu không không có khả năng khiến cho hắn có cảm giác đau đớn như vỡ từng khúc xương. Lăng Hàn bay về phía nữ hoàn, vươn tay nhấn một cái, thu nữ hoàng vào hắc tháp, tiện thể cũng không để lãng phí tiểu bạch hùng này, cùng thu vào trong. Thịt yêu thú sáng thế cảnh vô cùng bổ dưỡng nha, đại bạch hùng nổi giận, hai nhân loại này giết con nó, ngay cả thi thể cũng không thừa. Nó mạnh mẽ tấn công về phía Lăng Hàn, dù thế nào cũng không thể để cho nhân loại này còn sống rời đi. Lăng Hàn và Đại Bạch Hùng tử chiến, hắn sắp đột phá chạm trần, đại chiến với loại yêu thú như vậy, nhất định sẽ có lợi rất lớn. Mà trải rộng mấy tiên vực, ít nhất ở thế lực dưới tiên vương, sáng thế cảnh có thể làm được chuyện này chỉ có một mình Lăng Hàn mà thôi. Bằng không, ai cũng có thể chính diện đối kháng với cường giả nhị chảm A. Bất quá Lăng Hàn cũng không chịu nổi, thần cốt của hắn còn xa không đạt tới trình độ có thể đối kháng với cường giả nhị chảm. Mỗi một lần đối cứng, xương cốt hắn đều xuất hiện vết dạn, bất diệt thiên kinh căn bản không kịp chữa trị, khiến cho vết dạn trên xương cốt hắn ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Lăng Hàn vận chuyển một một giọt bất dịch chân dịch, lập tức khiến cho thương thế khép lại, lại lần nữa sinh long hoạt hổ, cứng rắn đối kháng. Nhưng mà đây chỉ là một quá trình chịu ngược đãi của hắn, không có bao lâu, xương cốt hắn lần nữa vỡ tan. Lúc này hắn không có tiếp tục vận chuyển bất diệt chân dịch, mà tiến vào trong hắc tháp. Hắn đã chiến đấu rất lâu, nên thể ngộ quá trình chiến đấu một chút, hóa thành lĩnh ngộ của hắn. Dưới luân hồi thụ, lang Hàn một mặt dưỡng thương một mặt tìm hiểu rõ mỗi một chi tiết trong lúc chiến đấu, lý giải sâu hơn về chảm Trần. Trước đây tuy rằng hắn đã giao thủ qua với DSD, nhưng mà đinh hổ quá yếu, căn bản không thể làm bị thương hắn. Đinh Diệu Long lại quá mạnh mẽ, cũng không thể có hiệu quả ma luyện. Đầu đại bạch hùng kia thì vừa vặn khiến cho hắn vết thương trồng chất nhưng cũng không tới mức lập tức uy hiếp được tính mạng của hắn. Nếu như lần này chỉ là chảm một đau bản thân, ta có 10 phần nắm chắc chảm Trần Hoàn Mỹ. Nhưng mà nếu như là một đau chảm thiên địa, ta lại không có chút nắm chắc nào. Lang Hàn tổng kết, không có sao, bởi vì hiện tại hắn còn chưa chính thức tiếp xúc được tới thiên địa bí lực kia, đến lúc đó nhất định hắn sẽ có cảm ngộ khác. Ba người đi ra khỏi hắc tháp, Đại Bạch Hùng đã sớm rời đi. Bốn phía có một hố to, na chừng đầu đại bạch hùng kia không tìm thấy lăng hàn, bản thân lại không muốn bỏ qua cho nên mới đào một cái hố tìm kiếm. Bọn hắn nhanh chóng rời đi, chừng nửa ngày sau, có lẽ đã rời khỏi lãnh địa của đầu đại bạch hùng kia. Thế nhưng bốn phía vẫn là một mảnh trắng xóa, hoàn cảnh không có biến hóa chút nào. Nơi này không quá an toàn, ba người lăng hàn trên đường đi gặp một ít công kích. Trừ đại hùng ra còn có tuyết điêu, băng lang, tuyết báo, có đầu là sáng thế cảnh, có đầu là chảm chân. Nếu là sáng thế cảnh, trực tiếp làm thịt thu vào trong hắc tháp bởi vì huyết nhục của bọn chúng là vật đại bổ đương nhiên không thể lãng phí độc mà nếu như là chạm chân lăng hàn sẽ tranh thủ đi lên chiến một trận tích lũy cảm ngộ một phen nữ hoàng cũng chém một ít yêu thú nàng tu ra tiên thai lực phòng ngự tuy rằng không thể so sánh với lăng hàn nhưng có thể miễn cưỡng đối kháng được với mấy đầu đôi phu thề cứu như vậy một đường tiến lên một đường chiến đấu khiến cho thiên phượng thần nữ hâm mộ không thôi nàng không có thực lực như vậy a à lại vài ngày sau bọn hắn rốt cuộc cũng đi ra khỏi nơi toàn là tuyết này phía trước là một con sông nước sông hỗn độn như là mẫu hà bắt đầu sáng thế con sông này không thể trực tiếp đi qua nếu không ai cũng không thể chống đỡ được lực lượng này mà trực tiếp bị hóa đạo kế tiếp là ngược dòng mà đi đến ngọn nguồn con sông lại lên bờ mà đi đó chính là chỗ sâu nhất của trạm trần uyên phía trên dòng sông cũng không thể phi hành trong hơi nước bốc hơi có đại đạo quy tắc hóa thành các loại lợi khí rất đơn giản có thể đem trảm chân, phân hồn, tiên phủ, các loại cường giả như vậy cũng bị chém dụng. Muốn qua sông thì chỉ có thể phạt cây cối bên bờ sông tạo thành thuyền mới được. Mà tới nơi này, mặc kệ là lựa chọn sơn động nào trước đó cũng sẽ lần nữa tụ hội ở con sông này. Người không thể tới đây trên cơ bản đều đã chết. Cây nơi này vô cùng trân quý, không chỉ có thể dùng để chế thuyền, mà trái cây kết xuất bên trên cũng là bảo vật, được xưng là trảm chân quả. chú ý cái tên, đây là quả trợ giúp trảm chân như thế nào là trợ giúp, trợ giúp như thế nào, cũng không phải trong trái cây có lực lượng chảm trần và thể ngộ, mà là sau khi ăn loại trái cây này, có thể hấp thu lực lượng thiên địa trong bí cảnh này. Bởi vậy nếu như một hơi phục dụng nhiều chảm trần quả là có thể hội tụ thêm nhiều thiên địa bí lực lúc chảm trần. Một đao khi chém xuống cũng có thể càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên nếu như người có thiên tư vô song, bằng vào lĩnh ngộ bản thân có thể tuyên truyền vô hạn thiên địa bí lực ở đây, vậy cũng không cần chảm trần quả trợ giúp.